chương 1231, đường ra duy nhất. Giang giật làm như vậy thật có hắn thâm ý. Một là không thể để cho Vũ tước nhi bại lộ, dạng này mới có thể phát huy cái này nội tuyến lớn nhất giá trị. Ai biết Vũ tước nhi bên người có hay không thánh tế ti hoặc là thánh hoàng nhãn tuyến giờ phút này Vũ tước nhi nếu là đối đợi kẻ ngoại lai có không bình thường phản ứng, rất có thể sẽ bị người vụng trộm báo cáo đi lên, đến lúc đó sẽ gây nên thánh tế ti hoặc là thánh hoàng hoài nghi, bọn hắn đi một lần thánh hoàng thành liền sẽ xảy ra chuyện sở dĩ Phật Hoàng bọn người nhất định phải cầm xuống, quỷ này yêu là phong ấn nguyên lực kỳ dược, Vũ Tước Nhi đã có thứ này khẳng định lại có giải dược, tùy thời có thể dùng để mọi người khôi phục chiến lực, trước tiên đem mọi người giam lại lại nói. Điểm thứ hai, Giang Giật là nghĩ như vậy, đem Phật Hoàng bọn người áp giải đi Thánh Hoàng Thành, khẳng định sẽ cùng Phật Đế bọn người giam chung một chỗ. Có thể lặng yên để Phật Hoàng bọn người trên thân mang lên quỷ dược giải dược, liền có thể bí mật để Phật Đế bọn người khôi phục thực lực. Đến lúc đó gian giật muốn dẫn mọi người đào tẩu, hoặc là động thủ chém giết thánh tế thì thánh hoàng, cũng có thể lên kỳ binh hiệu quả. Mang về bộ lạc, vũ tước nhi vung tay lên, hơn 10 người mãnh sĩ phân biệt đem Phật hoàng bọn người dùng một loại kỳ dị gốc cây trói lại chặt chẽ vững vàng, sau đó dùng gốc cây dán tại chiến hổ đằng sau, cứ như vậy kéo lại lấy trở về, tử thần đại lục con dân đối với kẻ ngoại lai một mực rất căm thù, Phật hoàng bọn người giết chết bọn hắn không ít người, đương nhiên sẽ không khách khí đáng thương Phật Hoàng Doãn Hoàng đêm Hoàng Hiên Hoàng tại Đông Hoàng Đại Lục dậm chân một cái, tứ phương đều muốn chấn chấn động đại nhân vật, lại bị người xem như xúc sinh đồng dạng cột trên mặt đất kéo lại lấy trở về, đường núi gập ghềnh, còn thỉnh thoảng trên mặt đất lăn lộn vài vòng, chật vật tới cực điểm. Giang giật không lưu ngân dấu vết hướng vô thức nghi nháy mắt ra dấu, cái sau cũng tùy ý nhìn Phật Hoàng bọn người một chút, hướng bên người hồn tàn hờ hững nói ra, đều khác đừng giết chết. Yên tâm đi, không chết được, hồn tàn nịnh nọt cười cười, cũng không có hiểu ý tứ. Vũ Tước Nhi đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, khiển trách, ngu xuẩn, những này là thánh hoàng muốn người, cho bọn hắn chữa thương dưới, đừng có lại ngược đái. A à nha, hồn tàn lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng về sau mặt dưới người lệnh, bên kia đại tù trưởng hồn nông dựa vào tới, hướng Vũ Tước Nhi nhẹ gật đầu, cung kính hỏi, tế tự đại nhân, vì sao các người lại trở về thế nhưng là trên đường gặp phải nguy hiểm. Hừ, Vũ Tước Nhi lạnh lùng hừ một cái, Kiêu Căng nói ra, tại bàn Vương Sơn gặp Ma Long Quần, tử thương thảm trọng, không có cách nào chỉ có thể lui về tới. Đại tù trưởng có chút hổ thẹn cúi đầu nói, a à đây là hồn nông sai, hẳn là phái thêm người bảo hộ, để thế tự đại nhân bị sợ hãi. Trở về rồi nói sau, Vũ Tước Nhi lười nhát cùng hồn nông nhiều lời, nàng một mực cũng là thái độ này, trong lòng xem thường đại lục dã nhân, bình thường đều chẳng muốn nói nửa câu nói nhảm. Đại tù trưởng cũng đã quen, không nói thêm lời an bài một số người cứu chữa thương binh, những người còn lại nhanh chóng hành quân chạy về bộ lạc. Mấy canh giờ sau đại quân tiến vào bộ lạc, Phật Hoàng bọn người bị giam tiến vào một cái thổ lâu đài bên trong. Hồn tàn đang chuẩn bị để suy giã bọn người trở về, Vũ Tước Nhi rất thông minh nhìn một cái giang giật nói, người trẻ tuổi này tại bàn Vương Sơn đã cứu ta một mạng, tự lưu tại của ta đội thân vệ làm thân vệ đi. Ừ, đại tu trưởng cùng thiếu tù trưởng đồng thời nhìn lướt qua tới đầy mắt kinh ngạc, giang giật chiến lực cũng không mạnh mẽ a, à một tên trong tộc trung niên nhân nhanh chóng đi qua nhỏ giọng giải thích vài câu, đại tu trưởng gật đầu nói, ừm, vậy ngươi về sau liền theo tế tự đại nhân đi, còn không mau cảm ơn đại nhân đề bạt. Giang giật giả bộ nơm nớp lo sợ nhảy xuống chiến hổ, cung kính hành lễ nói, đa tả tế tự đại nhân. Vũ Tước Nhi lạnh lùng gật đầu, đi theo đại tù trưởng tiến vào lớn nhất thổ lâu đài bên trong, đội thân vệ đội trưởng Long Nhược để cho người ta đem Giang giật đưa đến một bên, bàn giao quy củ, Giang giật thuận lợi trở thành Vũ Tước Nhi thân vệ. Vũ Tước Nhi tiến vào thổ lâu đài, nửa ngày không có tin tức. Nửa ngày sau mới đi ra, nhìn thoáng qua tại thổ lâu đài phụ cận thủ vệ Giang giật bọn người, vung tay lên nói, Long Nhược, còn có các ngươi theo ta đi. Giang giật mười mấy người, cùng thân vệ đội trưởng đi theo vô Tước Nhi đi vào giam giữ Phật Hoàng thổ lâu đài bên trong. Phật Hoàng bọn người bị dã nhân dùng đặc thù dược chấp chữa thương một phen, cũng không lại chảy máu, bất quá vẫn như cũ phi thường chật vật, nhìn thấy Giang giật bọn người vào đây, toàn bộ đều khóa chặt Vũ Tước Nhi, đôi mắt lấp lóe. Long nhược cùng ngươi lưu lại, những người còn lại ra ngoài. Giữ vững đại môn, bất kỳ người nào đều không cho phép vào đây. Vũ Tước Nhi lần nữa tùy ý vung tay lên, ngoại trừ thân vệ đội trưởng cùng giang giật bên ngoài, còn lại mười mấy người cùng bộ lạc trông coi thành viên toàn bộ đi ra ngoài, đem đại môn gắt gao giữ vững. Long nhược đem tất cả nhân thủ cướp bẻ gấy. Vũ Tước Nhi hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh, thân vệ đội trưởng mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng hướng phía trước hung dữ đi đến. Giang giật tại lúc này rốt cục động, nghi tâm một đạo hắc quang bắn ra, mị như hóa thành thiểm điện bắn vào long nhược cái ót nhẹ nhõm tiến vào linh hồn thức hải của hắn. Tốt, Giang giật thở ra một hơi thật dài, sắc mặt biến đến hổ thẹn, tự mình đi qua cho Phật Hoàng bọn người cởi trói nói, ủy khuất chư vị. Hừ hừ, Doãn Hoàng rất là khó chịu, hừ lạnh hừ vài tiếng đem mặt vứt qua một bên, lần này như thế chật vật để hắn cảm giác phi thường mất mặt, nội tâm đối với Giang giật là rất bất mãn. Phật Hoàng đầy mắt nghiêm mặt, ngưng âm thanh hỏi, tình huống rất phức tạp. Phi thường phức tạp, giang giật cho mấy người cởi trói về sau, mỹ như tòng long như mi tâm bắn ra, khống chế long nhược đi cửa chính chấn giữ, giang giật thì tới gần mấy người hạ giọng đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. Quá mạo hiểm, mau đem chúng ta một lần nữa trói lại. Phật Hoàng sau khi nghe xong lập tức quát lạnh, hắn lãnh mâu lấp lóe nói, người đem chúng ta đều cầm xuống làm rất đúng, bất quá ngươi không phải lập tức tới tìm chúng ta, mà là trước đem vô tước nhi mang theo thân vệ toàn bộ khống chế, một chút tin tức cũng không thể để lộ, nếu không tiến thánh hoàng thành toàn bộ người đều sẽ chết. Cái kia thánh tế thì có thể khống chế tử thần đại lục, thủ đoạn của hắn cùng trí tuệ tuyệt đối phi thường khủng bố, không cẩn thận ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ừm, Giang giật đã hiểu, tự mình đem mọi người lần nữa cho trói lại, lúc này mới cùng Vũ Tước Nhi cùng Long Nhược đi ra ngoài, trước đem còn lại hơn 100 đội thân vệ khống chế lại nói, sợ thánh tế ti an bài mật thám tại đội thân vệ bên trong. Lần này ngược lại là rất thuận lợi, Vũ Tước Nhi về tới hồn nông cho mình an bài thổ lâu đài bên trong, nói còn muốn hỏi một ít chuyện, từng cái đem đội thân vệ gọi đi vào. Giang giật cùng Long Nhược ở bên trong, mỗi lần đột nhiên ra tay căn bản không có náo ra bất luận cái gì động tính, vẻn vẹn một canh giờ liền đem hơn 100 người toàn bộ khống chế. Quả nhiên có mật thám, Mỹ Như đem người cuối cùng khống chế hậu thân con ngưng tụ ở bên ngoài, trầm giọng nói ra, trong này có hai người là thánh tế thi người, đương nhiên cũng không phải là giám thị Vũ Tước Nhi, chỉ là hai cái ám kỳ thôi. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, cùng Vũ Tước Nhi Long nhược bọn người cùng đi thổ lâu đài bên trong, lần này không cần cố kỵ người ngoài, toàn bộ đều là hồn nô, không ai có thể tiết ra ngoài tin tức. Giang giật đi vào sau nhìn qua Phật Hoàng nói ra, toàn bộ khống chế, áo bá phụ, chúng ta đằng sau hành động như thế nào? Đi Thánh Hoàng thành, Phật Hoàng mấy người vụng trộm trao đổi một canh giờ, đã sớm quyết định chủ ý, Phật Hoàng mở miệng nói, chúng ta đường ra duy nhất chỉ có một đầu, nghĩ biện pháp đánh giết hoặc là khống chế Thánh tế ti cùng Thánh Hoàng nếu không coi như cứu ra lão gia tử bọn hắn cũng vô dụng, chúng ta căn bản không biết làm sao ra ngoài, chỉ có bọn hắn có thể còn có biện pháp. Không đánh giết hoặc là khống chế hai người, coi như cứu ra lão gia tử bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, Giang giật đầy mắt ngưng trọng, Thánh Tế thì cùng Thánh Hoàng hai người như thế thực lực cường đại, bằng vào Mỹ như cùng hắn có thể khống chế hoặc là đánh giết sao. Đừng quá lo lắng, Phật Hoàng nhìn thấy Giang giật sắc mặt, mỉm cười nói ra, đi trước Thánh Hoàng thành, đem chúng ta cùng lão gia tử giam chung một chỗ, giả hậu cùng ba cái lão gia tử đều là thành tinh lão quái vật, tìm hiểu tình huống về sau, nói không chừng có thể có biện pháp tốt hơn đâu. Mà lại người vụng trộm cho chúng ta giải dược, dùng lão gia tử sức chiến đấu của bọn họ đánh lén phía dưới, coi như cửu tinh cường giả cũng muốn chết. chương 1232, lần thứ hai thánh chiến. Vũ Tước Nhi cùng Giang giật vẻn vẹn ở một ngày tựu lên đường, thẳng đến Thánh Hoàng Thành mà đi, bên ngoài thế cục lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất nhân tộc liên minh thành lập, bắc đế cùng bốn vị phó minh chủ thương nghị một ngày, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, toàn bộ đại lục thiên quân đỉnh phong cùng bán thần sắp xếp liên quân, chuẩn bị huấn luyện hợp kích chiến trận, tổng ngự cường địch, đồng thời bắt đầu điều tra giang giật cùng ngao lư xếp vào tại đông hoàng đại lục gian tế, làm tốt đại chiến trước chuẩn bị. Nói là thương nghị, kỳ thật cũng chính là bắc đế một người ý tứ. Đường thần cơ chuyện lo lắng nhất phát sinh, ngoại trừ bốn người bọn họ phó minh chủ bên ngoài, còn lại đại gia tộc, coi như những cái kia thượng cổ gia tộc tộc trưởng cùng ẩn thế đại tông tông chủ đều không có tư cách tham gia tối cao chiến lược hội nghị. Bác đế ngược lại là cho rất tốt giải thích, nói ngao lưu cùng giang giật khẳng định tại đông hoàng đại lục đại trong gia tộc sắp xếp gian tế, nếu không sẽ không giống như nhẹ nhõm khắp nơi dẫn phát đại chiến, âm đế liền là một cái ví dụ rất tốt. Tối cao hội nghị quyết định đại lục vận mệnh, giống như tiết ra ngoài đi ra ngoài, nhân tộc liên quân tình huống bị giang giật nắm giữ được nhất thanh nhị sở, nhân tộc tất diệt. Bắc đế đưa ra đề nghị về sau, kiếm đế thú đế đều không có cân nhắc, trực tiếp điểm đầu duy trì. Hình mộng huyền ngược lại là suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cảm thấy bác đế dạng này rất không tệ, có thể ngưng tụ đông hoàng đại lục nhân tộc tất cả lực lượng, huấn luyện tổng cộng chiến trận có thể làm cho quân đội chiến lực đề cao, chỉ huy tự nhiên, kỷ luật nghiêm minh. Mệnh lệnh này kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề, nhưng đường thần cơ vẫn là dâng lên thật sâu sầu lo toàn bộ đại lục cường giả quân sự hóa quản lý, các gia tộc lực ảnh hưởng cùng thế lực sẽ bị nghiêm trọng suy yếu đến lúc đó người người chỉ nhận quân pháp không nhận gia tộc bắc đế liền là trí cao vô thượng chúa tể thế nhưng là hắn có biện pháp nào ba người đồng ý hắn coi như không đồng ý cũng chỉ có một phiếu căn bản không có quyền phủ quyết vì liên minh không đến mức nội loạn đường thần cơ chỉ có thể biểu thị đồng ý bắc đế khâm mệnh kiếm đế là liên quân nguyên soái phụ trách chỉnh hợp quân đội hình mộng huyền là quân sư phụ trách huấn luyện tổng cộng chiến trận tăng lên chiến lực thú đế là tuần sát sứ, phụ trách đứng trang nghiêm quân pháp, truy tra gian tế. Đường thần cơ cũng bị bổ nhiệm làm viên nguyên soái, bất quá quản là hậu cần. Diệt thế nguy cơ phía dưới, sở hữu đại gia tộc đại tông phái cũng không dám nội đấu nhau nhau hưởng ứng, liên quân thành lập 10 con đại quân, hết thảy theo quân đội quản lý cùng thao luyện. Rất nhiều đại tộc tộc trưởng được bổ nhiệm làm đại tướng quân tay cầm trọng binh, ngược lại là cũng rất hưng phấn. Kiếm đế là cửu đế một trong, trước cao trọng quyền, hắn trở thành nguyên soái không ai không phục, các gia tộc thiên quân cường giả đều triệu tập đến đây, sắp xếp trong đại quân, tại bắc đế ngoài thành thao luyện. Hình mộng huyền không có tư tàng, đem rất nhiều lợi hại hợp kích chiến trận truyền thụ ra, thoáng cái để đại quân quân lực tăng lên không ít, cũng làm cho nhân tộc liên quân người người phấn chấn không thôi, thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông. Thú đế mang người bốn phía hành động, bắt đầu truy tra gian tế, trên tay hắn thế nhưng là cầm thượng phương bảo kiếm, như hắn tra ra ai cùng giang giật yêu tộc có cấu kết, có thể làm chàng giết chết. Cái này như một cái treo tại tất cả mọi người trên đầu kiếm, ai cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh, nếu không vạn nhất bị vu hãm là gian tế, vậy liền xong. Bác đế mệnh lệnh thứ hai rất nhanh hạ đạt đại quân thao luyện 3 tháng, giống như yêu tộc đại quân cùng giang giật không có tiến công đông hoàng đại lục, nhân tộc liên quân bắt đầu lần thứ hai thánh chiến, lần này thể giết nhân tộc phản đồ giang giật cùng yêu tộc đại đế ngao lư. Một cái tin tức ngầm lặng yên tại nhân tộc liên quân bên trong lưu truyền, lần này bác đế cùng các vị phó minh chủ đã có phi thường hoàn mỹ sách lược, có 90% chắc chắn có thể đánh giết Giang giật cùng Ngao Lư, thánh chiến tất thắng. Nhân tộc liên quân người người phấn chấn không thôi, thao luyện cũng càng thêm liều mạng, những cái kia bán thần lão ra hỏa đều gia nhập thao luyện trong đại quân, tổng cộng chiến trận phía dưới sức chiến đấu của bọn họ quả nhiên đều toàn bộ tăng vọt. Liên quân người người mài đao hách hách, chuẩn bị sau 3 tháng thánh chiến lần nữa mở ra, triệt để hủy diệt yêu tộc cùng Giang giật, còn nhân tộc một cái thế giới tươi sáng, lần này thánh chiến tất cả mọi người cũng có thể danh thủy thiên cổ, lưu danh vạn thế. Sang giật giờ khắc này ở tử thần mật trong nước, hoàn toàn không biết bên ngoài thiên lại thay đổi, cũng không biết đạo nhân tộc cùng yêu tộc sau 3 tháng lại muốn đại chiến. Bọn hắn đã hành quân 12 ngày, lần này hồn tàn tự mình mang theo 3.000 đại quân, rất nhẹ nhàng qua bản Vương Sơn. Là vùng đất bằng phẳng, đoán chừng còn có 3-4 ngày liền có thể đến Thánh Hoàng Thành. sang giật thời gian trôi qua rất nhàn nhã, thân vệ đoàn đều là hắn người, hắn tựa như giấu ở trong đại quân thống soái, căn bản không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt duy nhất để hắn khó chịu liền là thiếu tù trưởng hồn tàn mỗi ngày cũng không có việc gì tìm đến vũ tước nhi bắt chuyện xung xoe vũ tước nhi địa vị rất cao nhưng dĩ vãng nàng đối với những này thiếu tù trưởng coi như nể tình dù sao muốn lung lạc người nơi này những người này vẫn hữu dụng chỉ ít có thể cầm lấy đi chịu chết sở dĩ vũ tước nhi mặc dù mỗi lần đều không muốn gặp nhưng cũng không tốt triệt để đắc tội chỉ có thể qua loa một phen ông ngày hôm đó đại quân tại một ngọn núi cứ cắm trại chỉnh đốn Giang giật ngay tại vũ tước nhi thiên cơ bồng bên trong nghỉ ngơi, bên ngoài cấm chế lại lấp lánh không ngớt, hồn tàn rõ ràng lại tới, giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lên, để vũ tước nhi ngồi xuống, qua loa một phen hồn tàn. Ông, cấm chế chấp động hồn tàn xuất hiện, hắn nhanh chân đi đến trong tay bưng một bát canh nóng ý cười đầy mặt nói ra, đại nhân, ngày hôm trước ta săn được một cái thiên phong ấu thú, đây chính là thập đại thánh thú ấu thú phi thường khó được, đại bổ A, vừa mới nhịn thang lập tức cho đại nhân đưa tới. Nha, Người buông xuống là được. Vũ Tước Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua, Giang Giật vốn định lui ra, nghe được là thập đại thánh thú không nhịn được dừng lại bước chân, hiếu kỳ nhìn mấy lần. Hồn tàn nhìn lướt qua Giang Giật có chút kỳ quái, Vũ Tước Nhi như thế nào cùng Giang Giật một chỗ một phòng. Hắn lạnh lùng hướng Giang Giật nháy mắt ra dấu, ra hiệu Giang Giật nhanh đi ra ngoài, khác đừng ảnh hưởng hắn thông đồng Vũ Tước Nhi. Giang Giật lại chính nghe trong canh mùi thơm, cảm giác phi thường dễ ngửi cùng nâng cao tinh thần, trong lúc nhất thời bước chân chậm mấy phần hồn tàn lập tức nổi giận, quát lạnh nói, lăn ra ngoài. Ừ, giang giật bản rời đi chỗ khác đầu chuẩn bị đi ra, lần này dứt khoát không đi, mỗi ngày bị cái này hồn tàn phiền mấy lần nội tâm của hắn cũng thật không thoải mái, lập tức xem xét hồn tàn một cái nói, người nhất định phải ta lăn ra ngoài. Hồn tàn sắc mặt biến, trong lòng hắn giang giật liền là một cái tiểu dã trùng, nếu không phải bất tử bộ lạc thu lưu hắn, đoán chừng giờ phút này còn ở bên ngoài lang thang đâu. Đi vận cứu được vũ tước nhi một lần trở thành thân vệ, lại dám cùng hắn khiếu bản. Thân phận của hắn tôn quý, là hồn nông khâm mệnh thiếu thủ trưởng, tại bất tử bộ lạc ương ngạnh đã quen, lập tức tài tựa như tia chớp trực tiếp hướng giang giật mặt quét tới. Hắn thực lực rất không tệ, so với bình thường mãnh sĩ còn mạnh hơn, tốc độ quá nhanh, một cái đại thủ trưởng đã đến giang giật bên mặt, tiếng gió hách hách, lực đạo mười phần. Hưu, một đạo thân ảnh màu trắng so với hắn động đến càng nhanh, vô tước nhi hóa thành một đạo bóng trắng thiểm đến, nguyễn kiếm trong tay đã sớm xuất hiện, tại hồn tàn đại thủ vỗ chúng giang giật mặt trước đó chống đỡ hắn cổ. Ây, hồn tàn tay mạnh mẽ đứng tại giang giật mặt bên cạnh, mà giang giật từ đầu đến cuối đều không động tới, khóe miệng đều là đùa cợt. Vũ tước nhi thực lực cùng tốc độ so hồn tàn nhanh hơn, hắn có sợ gì chi? Ngớ ngẩn, hắn lạnh mắng một tiếng, hướng bên cạnh đi vài bước, bưng lên trên bàn chén kia thang lộc cộc lộc cộc uống, tại hồn tàn đầy mắt trong lúc khiếp sợ, đem chén kia chân quý bổ thang uống sạch bách, lúc này mới lau lau miệng trở tay cho hồn tàn một bàn tay, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Hưu, hồn tàn thân thể trên mặt đất lăn lộn một vòng, vốn định lập tức bạo khởi giết người, nhưng vũ tước nhi như một đạo như u linh đã sớm đi theo chuồn tới, một cái nhuyễn kiếm lại chống đỡ hắn cổ, Vũ tước nhi đôi mắt băng lãnh, giống như hắn dám động, tuyệt đối đầu một nơi thân một nẻo. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hồn tàn muốn nói hai câu, nhưng vũ tước nhi mềm kiếm nhất động, đâm vào đi mấy phần để lời của hắn im bặt mà dừng. Giang giật nhàn nhã đi tới, một cước dẫm lên tại lồng ngực của hắn, cười lạnh nói, vốn không muốn động tới người cái này ngu ngốc, nhưng chính ngươi không biết tiến thối, mỗi ngày cùng như con ruồi đáng ghét, còn chính mình tìm tới cửa tìm đánh, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. chương 1233, danh giới cuối cùng. Giang giật chân to đột nhiên nâng lên, sau đó trùng điệp đạp xuống, để hồn tàn thoáng cái đau đến cuộn mình, hắn mi tâm một đạo hắc tiến bắn ra, mị như xuất động. Bất quá cái này thiếu thủ trưởng linh hồn thế mà rất mạnh mị như cũng không có trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn. Âm, um, Giang giật lần nữa hung hăng đạp một cước, một cước này lực đạo 10 phần, vận dụng nguyên lực, là Giang giật nhất đại lực lượng. a à, hồn tàn lực phòng ngự phi thường cường đại, Giang giật toàn lực một cước cũng chỉ là để hắn xương cốt vỡ ra cũng không có vỡ nát, hắn đau đến kêu to lên, mị như thừa cơ nhanh chóng xâm nhập, hao tốn mười mấy hơi thở thời gian đem hồn tàn triệt để luyện hóa. Tốt, Giang giật hướng vũ tước nhi nhẹ gật đầu, cái sau thu hồi nguyễn kiếm cung kính đứng ở một bên, giang giật vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua chén kia thang nói, cái này thập đại thánh thú ấu thú như vậy cường đại ta cảm giác thân thể nhanh chóng đang trở nên cường đại, so với cái kia cái gì thánh cốt thang tốt gấp 10A. Đúng, Vũ Tước Nhi giải thích nói, cái này trong đại lục có 10 loại chân quý giã thú xương cốt phi thường lớn bổ, ta lúc đi vào lúc đầu chỉ có thiên quân đỉnh phong thực lực, tại uống hơn một năm thánh thú thang về sau, thực lực đạt đến tình trạng. Bất quá cái này thập đại thánh thú phi thường khó được, Ta cái này còn có một khối nhỏ xương cốt, nhiều nhất có thể nấu một lần, cái này xương cốt chỉ có thánh tế ti cùng thánh hoàng mới có. Đồ tốt ra, vũ tước nhi thực lực giang giật nhìn ở trong mắt, giờ phút này bằng vào nhục thể tốc độ ít nhất nhưng so sánh sáu thất tinh bán thần, lúc này mới hơn một năm thời gian, có thể thấy được cái này thánh thú xương cốt cỡ nào bổ hắn nhếch miệng cười nói, nhanh để cho người ta đi nấu, đi thánh hoàng thành lại nghĩ biện pháp giúp ta làm điểm. Trong thời gian ngắn giang giật tu luyện khẳng định không cách nào có lớn đột phá thân thể có thể tăng lên trên diện rộng vậy cũng rất không tệ, thánh hoàng thành tình huống không rõ, thực lực càng cường đại sống sót cơ hội lớn hơn. Bên kia mị như đã ra tới, giang giật để vũ tước nhi ném cho hồn tàn một chút thuốc chữa thương, để chính hắn chữa thương. Vũ tước nhi đem long nhược truyền tống vào đến, sau đó theo trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, hộp ngọc mở ra một cỗ sông vào mũi mùi thơm truyền ra, giang giật con mắt thoáng cái phát sáng lên, cái này đích xác là đồ tốt ha. Theo biện pháp cũ đi nấu, Vũ Tước Nhi có chút không thôi đem hộp ngọc đưa cho Long Nhược, còn đưa hắn một chút dược thảo, cái sau truyền thống ra ngoài bắt đầu dùng bí chế phương pháp nấu canh, giang giật thì tại trên ghế bành lão ra ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này mấy ngày hắn lại hỏi Vũ Tước Nhi rất nhiều chuyện, đáng tiếc tình huống bên ngoài Vũ Tước Nhi cũng không cảm kích, bác đế đưa tin đều là cho Thánh Tế Ti, nàng cùng nàng tỷ tỷ ca ca chỉ là phụ trợ Thánh Tế Ti quản lý tử thần đại lục mà thôi. Thánh Hoàng thành tình huống giang giật ngược lại là rất rõ ràng, thánh hoàng thành bên trong có một cái thánh hoàng, một cái thánh tế ti đều là tuyệt địa cường giả, phía dưới còn có 30 đại tù trưởng cấp bậc cường giả, cùng ba thiên mãnh sĩ, 10 vạn dũng sĩ. Đại tù trưởng chiến lược giang giật phi thường tinh tường, hồn nông một người tăng thêm gần trăm tên mãnh sĩ liền có thể lực áp Phật hoàng bọn người, còn đánh chết hai tên bán thần, có thể thấy được thực lực chi cường đại. Như giang giật tại thánh hoàng thành bại lộ thân phận, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sở dĩ đi thánh hoàng thành vẫn là phải nghĩ biện pháp dùng trí, giống như có thể từng bước đem 30 đại tù trưởng cùng còn lại hai cái tế tự dựa vào mị như đều khống chế, lại thêm Phật đế bọn người, vậy liền rất có triển vọng, ít nhất có sức liều mạng. Thang nhịn hai canh giờ vẫn còn không gặp bắt đầu vào đến, Giang giật mở to mắt nhìn một cái vô tước nhi, cái sau lập tức giải thích nói, đại nhân, cái này xương cốt nhất là gian nan, muốn ba canh giờ, lại đợi chút đi. Ừm, Giang giật nhìn lướt qua ngồi xếp bằng trên mặt đất chứa thương hồn tàn, nhìn thấy thương thế hắn tốt bảy tám phần, giờ phút này chính e ngại nhìn lấy mình, khoát tay chặn lại cùng mị như nói ra, để hắn lăn ra ngoài, về sau đừng đến nơi này, mặt khác thông báo một chút, để hắn chú ý khác đừng bại lộ, không thể có khác thường hành vi, hết thảy như cũ. Mị như cùng hồn tàn bàn giao một lần, hồn tàn ngoan ngoãn đi ngoài cửa lớn truyền thuyết trận, mị như cũng tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải, gian phòng bên trong an tĩnh lại. Giang giật lấy ra huyền thần cung nhìn lướt qua, phát hiện y thiền cùng doãn nhược băng thế mà đều bế quan, đều tại lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên hỏa. Bất quá hai người đều không có đi lĩnh hội bộ kia mưa đêm đồ, mà là phân biệt lĩnh hội mặt khác hai bức đồ. Giang Tiểu Nô cũng bế quan, ở bên trong đợi nhàm chán, Giang Tiểu Nô dứt khoát bế quan tu luyện, nếm thử lĩnh hội mặc vũ thần công đệ tứ trọng. Đáng tiếc nàng cũng không có thức tỉnh đệ tứ trọng công pháp, đoán chừng rất khó lĩnh hội. Tiểu phỉ tại nằm ngày o o, nàng vừa mới đạt tới yêu hoàng, còn cần củng cố cảnh giới, các nàng nhất tộc tu luyện đều là đang say giấc nồng tiến hành một canh giờ sau long nhược rốt cục bưng một chén nhỏ thang vào đây cái này thang mùi thơm đặc biệt nồng đập long nhược cùng vũ thước nhi đều có chút thèm nhỏ rãi nhìn chằm chằm nước bọt đều kém chút chảy ra giang giật phất tay để long nhược ra ngoài chính mình cười hắc hắc bưng lên thang người một cái lập tức toàn thân thoải mái tới cực điểm cái này thang nấu đi ra chỉ có một chén nhỏ giang giật ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào cảm giác uống trên thế giới vị ngon nhất thang hắn nếm qua rất nhiều mỹ thực uống qua rất nhiều mỹ vị nước thơm rượu ngon nhưng lần này thật cảm giác quát quỳnh tương ngọc nhưỡng loại vị đạo này để cho người ta toàn thân đều lâng lâng thoải mái tới cực điểm vĩnh thế khó quên ông da của hắn có chút nổi lên quang trạch toàn thân cảm giác có dùng không hết khí lực thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường đại vẻn vẹn một chén nhỏ thang hắn nhưng cũng cảm giác cường độ thân thể ít nhất cường đại gấp hai thân thể của hắn cường độ tuyệt đối nhưng so sánh hồn tàn phế thân thể của hắn nguyên lai bị khốn long thảo cải tiến sau cũng rất không tệ về sau đột phá bán thần bị tinh thần chi lực cải tạo, về sau uống hơn một tháng thánh cốt thang, vừa rồi lại uống thánh thú ấu thú canh xương hầm, giờ phút này còn uống một bát thánh thú canh xương hầm, đạt tới hồn tàn cường độ thân thể ngược lại là có thể lý giải, bất quá cùng vũ tước nhi so sánh vẫn còn có chút tranh lệch. a à, cái này thang vừa xuống bụng, giang giật rất nhanh phát hiện một cái vấn đề khác, cái này thang đúng là lớn bổ, vô cùng bổ. Hắn ra thú quần đùi lại đỡ lấy lều nhỏ, cứng đến nỗi cùng thiết trùy, một cỗ tà hỏa thẳng vọt, để ánh mắt hắn đều có chút đỏ lên. Loại tình huống này tại bộ lạc quát thánh cốt thang thường xuyên có thể gặp được, bất quá khi đó không có địa phương tháo lửa, sở dĩ giang giật chỉ có thể kìm nén. Nhưng khác biệt, giờ phút này rất an toàn, hắn có thể đi tìm địa phương đem huyền thần cung phóng xuất, chính mình đi vào tìm doãn nhược băng tháo lửa. Ý niệm này cùng đi, lập tức như như hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất quá giang giật rất nhanh liền từ bỏ, doãn nhược băng cùng y thiền đều bế quan, nếu các nàng có rõ ràng cảm ngộ đâu hắn làm sao có thể đi cưỡng ép cắt ngang hai người bế quan, y thiền càng là còn không có qua cửa. Lộc cộc lộc cộc, hắn mang theo tơ màu ánh mắt rất nhanh nhìn về phía đứng ở một bên vũ tước nhi, cái này vũ gia đại tiểu thư dung mạo là đỉnh cấp, đây là hắn tử địch gia tộc tiểu thư, đùa bấn cũng sẽ không lương tâm bất an, mà lại là hồn nô là tuyệt đối không dám phản kháng, nếu để mị như hạ cái mệnh lệnh, đoán chừng sẽ còn chủ động nghênh hợp. Ách, vũ tước nhi nhìn thấy giang giật như là chó sói ánh mắt, thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không dám có bất kỳ ý kiến, loại kia con cừu non đáng thương biểu lộ, thấy giang giật tà hỏa vượng hơn. Giống, giang giật trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, thình lình đứng dậy một tay đem vô tước nhi kéo tới. Sau đó thô lỗ đưa nàng hệ trên lưng đai lưng kéo ra, thuần thục đưa nàng váy dài lột, chỉ để lại một thân màu hồng phần áo lót quần lót, lập tức hắn một tay lấy vũ tước nhi đầu đặt tại trên mặt bàn, bờ mông cao cao đứng vững. Xì, si, thử, hắn dã man đem vô Tước Nhi quần lót trực tiếp xé rách, để nàng bột rõ ràng tròn mép bờ mông hoàn toàn bại lộ trên không trung Vũ Tước Nhi cảm giác đằng sau mắt lạnh triệt để sợ choáng váng, thân thể mềm mại rung động, nàng rất rõ ràng sẽ đợi chờ mình là cái gì, nhưng nàng nhưng căn bản không thể phản kháng, không thể phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể chờ đợi bị vô tình xâm phạm, bị tùy ý khinh nhờn. Nhưng mà, nàng đợi một hồi, cũng không có cảm giác có dị vật vào đây. Giang giật ở phía sau cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút. Nàng ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Giang giật nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy dãy ruộng, cuối cùng trầm hống hai tiếng xông ra phía ngoài truyền tống trận. A, à, Vũ Tước Nhi cuống quyết lấy ra quần lót cùng trên đất váy dài mặc vào, cho tới nay nàng bị gia tộc và vũ nghịch ảnh hưởng, đối Giang giật ấn tượng phi thường tranh lệch, trở thành hồn nô vào cái ngày đó lên tựu làm xong chuẩn bị tâm lý, chờ lấy bị Giang giật xâm phạm kia một ngày. Nhưng giờ khắc này nàng không hiểu cảm giác, tựa hồ giang giật không hề giống theo như đồn đại xấu như vậy, ít nhất hắn. Còn có danh giới cuối cùng, chương 1234, một mình phấn chiến. Giang giật đi phụ cận một dòng sông bơi dòng giã nửa canh giờ, triệt để các loại chờ tà hỏa biến mất về sau, mới trở về để Vũ Tước Nhi nhanh chóng lên đường. Vũ Tước Nhi là bác đế tôn nữ không sai, Vũ gia hại chết phụ thân hắn, cùng hắn có thủ không đội trời chung cũng không sai, Vũ Tước Nhi kém chút giết chết hắn càng không sai nhưng hắn đem vô tước nhi biến thành hồn nô, hoặc là giết chết nàng, ngược đãi nàng đều không có vấn đề, mạnh lên nàng cái này mất đi danh giới cuối cùng cùng nhân tính. Loại chuyện này có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, một người không có danh giới cuối cùng cùng nhân tính sẽ triệt để làm hỏng, cũng sẽ từng bước mất đi bản thân. Giang giật không muốn triệt để biến thành ma đầu, sở dĩ một khắc cuối cùng cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm dục vọng. Một người giống như không cách nào khống chế dục vọng, như vậy người này tuyệt đối không thành được đại sự, đây là Giang Vân Hải từ nhỏ đã dạy bảo đạo lý của hắn. Đại quân tăng tốc đi tới, Giang giật về sau mấy ngày đều không để cho đại quân ngừng tiến lên, càng không có đi cùng vũ tước nhi đơn độc ở chung. Hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ tỉnh táo cùng lãnh khốc, dạng này mới có thể tại thánh hoàng thành bên trong thành công sống sót. Phật hoàng bọn người không thể trông cậy vào, tác dụng của bọn họ liền là đến gần Phật đế bọn người, đem giải dược lạng yên đưa vào đi, để Phật đế bọn người thời khắc tất yếu phối hợp hắn hành động sở dĩ mọi chuyện đều muốn dựa vào giang giật một người hoàn thành như hắn có chút nửa điểm sai lầm toàn bộ người đều hội vạn kiếp bất phục ba ngày sau một tòa cự đại thành trì ra giang giật trong tầm mắt cái này thành trì rất cổ lão cùng tang thương trên tường thành đều có rêu xanh cùng điểm lấm tấm cũng không biết thành lập đã bao nhiêu năm bất quá cái này thành trì cùng đông hoàng đại lục siêu cấp đại thành so sánh vẫn là tiểu vu gặp đại vu đoán chừng cũng liền cùng loại đại thành trì đi trên tường thành có trọng binh chấn giữ mà lại nơi này dã nhân đều tính toán tương đối văn minh, thân trên đều mặc ra thú chiến giáp, cầm đồng phục màu đen một thương súng, giang giật ánh mắt tùy ý quét qua, phát hiện kề bên này ít nhất tựu đứng đấy hơn ngàn dã nhân binh sĩ, trong đó còn có hơn 10 tên mãnh sĩ. Tế tự trở về, mở ra cửa thành, một tên tiểu đội trưởng nhìn thấy Vũ Tước Nhi lập tức quát khẽ, đại môn chậm rãi mở ra, Vũ Tước Nhi mang theo đại quân nhanh chóng tiến vào. Giang giật bước vào thành này trong môn lúc, đột nhiên phát hiện một đạo thần thức lặng yên vô tức quét tới, tại trên người mọi người quét một lần. Giờ khắc này, sang giật nội tâm khẩn trương tới cực điểm, linh hồn cũng hơi run rẩy lên, bất quá mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khác thường thần thái, giả bộ hiếu kỳ bốn phía quan sát. Kia thần thức ngược lại là không có ở trên người hắn dừng lại, tại trên người mọi người quét một lần, cuối cùng lặng yên rút đi. Sang giật không có thở dài một hơi, mà là lặng yên cúi đầu xuống, nội tâm càng thêm nặng nề. Giờ khắc này hắn xác định một sự kiện cái kia thánh tế thì căn bản là không có cách khống chế, giống như hắn có một tia huyễn tưởng ý đồ để mị như đánh lén chính mình phối hợp khống chế cái này thánh tế thi linh hồn hắn sẽ chết không nơi táng thân nơi này không gian dị thường ổn định không chỉ là hắn phật hoàng đều không thể nhô ra thần thức người này lại có thể dùng thần thức liếc nhìn hơn nữa còn là vừa mới tiến thành tựu quét mắt điều này nói rõ linh hồn người này đã đạt đến kinh khủng tình trạng vượt qua phật hoàng không biết bao nhiêu lần khủng bố như thế linh hồn mị như tiến vào linh hồn thức hải của hắn hội trong nháy mắt bị đánh giết hắn cái kia thanh tiểu hỏa long kiếm chủ linh hồn đoán chừng cũng không phải đối thủ, đây là một cái tu luyện linh hồn trí cường giả. Như thế xác định người này là thánh đế ti mà không phải thánh hoàng, là bởi vì người nơi này cũng sẽ không tu luyện, càng sẽ không tu luyện linh hồn. Phiền phức lớn rồi, Giang giật nội tâm phi thường nặng nề, tao ngộ một cái lợi hại như thế cường giả, cái này khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, tiến vào cái này thánh hoàng thành cũng cảm giác ở trên vách núi hành tẩu, không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trường. Đây là một cái tu luyện linh hồn trí cường giả, một cái dùng lực lượng một người khống chế toàn bộ tử thần đại lục kinh khủng tồn tại. Giống như hắn triệu kiến vũ tước nhi, có thể hay không trong nháy mắt bị hắn nhìn ra vũ tước nhi linh hồn xuất hiện dị trạng, bị người khống chế còn có hắn xếp vào tại vũ tước nhi bên người hai tên ám vệ, có thể hay không triệu kiến hỏi thăm tình huống vừa rồi hắn thần thức quét tới có phải hay không đã tự khám phá. Giang giật không biết, hắn chỉ là cảm giác bị đại sơn đẻ ép, thấu không đi qua khí tới. Lần này không chỉ có riêng là hắn một người sinh tử, mà là sinh tử của tất cả mọi người, doãn nhược băng y thiền giang tiểu nô, còn có tiểu hồ ly đều tại, một khi xảy ra chuyện ai cũng chạy không được. Hô hô, chờ giây lát, hắn có chút thở ra một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉ ít bọn hắn giờ phút này đi lại nửa nén hương thời gian, như vậy thánh tế thì còn không có xuất hiện, sở dĩ rất có thể bằng vào thần thức, xa như vậy cách hắn căn bản không phát hiện được cái gì. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ nghĩ ra biện pháp, thực sự không được trước tiên đem Phật đế bọn người cứu ra phá vây ra ngoài lại nói. Lúc đầu Giang giật còn chuẩn bị chậm rãi ẩn núp xuống tới, để Mỹ như khống chế từng cái cường giả, xem ra lại là quá ngây thơ rồi. Cái này thánh tế ti quá kinh khủng, hắn càng ở lâu bại lộ khả thi càng lớn, một cái linh hồn như thế cường đại người, trí tuệ khẳng định siêu quần, tuyệt đối không thể coi thường. Cộc cộc cộc, chiến hổ một đường tiến lên, trên đường giang giật thấy được rất nhiều lầu các cùng tòa thành, nơi này dã nhân văn minh trình độ đã khá nhiều, bất quá vẫn là rất nguyên thủy lạc hậu. Giang giật căn bản không nhìn thấy nửa cái đồ sắt, người đi trên đường cũng đều mặc da thú, không có vải vóc, càng không có xinh đẹp tơ lụa. Cái này thành chỉ cùng bên ngoài giống nhau như đúc, cách cục coi như không tệ, Còn đường rộng rãi, mọi người đi gần nửa canh giờ đã tới một tòa cự đại tòa thành quần bên ngoài, có một đám người sớm liền đang chờ chờ đợi, Giang giật nhìn lướt qua, đôi mắt hơi híp một đám dã nhân ở giữa một tên thanh niên anh Tuấn cùng một tên Mỹ lệ nữ tử phá lệ làm người khác chú ý. Thanh niên cùng vũ nghịch dáng dấp có chút giống, giống như cảm ứng khí thức, cùng vũ tước nhi hầu như đều tại thiên quân đỉnh phong, bất quá người ở chỗ này cũng không thể cảm ứng khí thức, mà là xem thân thể cường độ, thanh niên này hẳn là vũ tước nhi tam ca vũ cương. Vũ cương đứng bên người một cái như nước nữ tử, xem tuổi tác so vũ tước nhi đại nhất 2 tuổi, bất quá nữ tử này đối với nam nhân sức hấp dẫn so vũ tước nhi lớn hơn. Từ phía sau một đám dã nhân nuốt nước, nước bọt dáng vẻ cùng ánh mắt nóng bỏng đó có thể thấy được, đây là một cái phi thường phong tao đến trong khung nữ tử. Nàng mặc một bộ thấp ngực màu tím nhạt phái dài, dáng người có một cái rất khoa trương đường cong, nhất là đằng sau nhô ra bờ mông cùng một đôi câu người con mắt có thể lay động nam nhân linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng. Đây cũng là vũ tước nhi lục tỷ vũ tâm nhi, vũ tước nhi cũng không có quá nhiều nói lên hai người, giang giật đối hai người không thế nào hiểu rõ. Nhưng hắn nhìn thoáng qua vũ tâm nhi, bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhiều năm xem người kinh nghiệm nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể coi thường nữ tử này, người này so vô tước nhi khó đối phó gấp người. muội muội người có thể trở về, lo lắng chết ta rồi. Vô tâm nhi lắc lắc nở nang bờ mông chậm rãi đi tới, kéo lại vô tước nhi tay hướng bên trong đi đến, một đường trò chuyện việc nhà, vô cương thì mỉm cười đi đến Phật Hoàng bọn người phía trước, chắp tay nói, vũ cương gặp qua chư vị thế thúc. Phi, doãn hoàng phun ra một miếng nước bọt, đêm hoàng bọn người cười lạnh nhìn qua vũ cương phật hoàng cười nhạt một cái nói người hẳn là võ hoàng nhi tử a võ thương hạ tốt một bàn đại cờ a được làm vua thua làm giặc ta cũng không muốn nói cái gì có thể hay không cho chúng ta gặp lão gia tử một mặt ha ha vũ cương cười nhạt lắc đầu nói thật có lỗi không được giống như ngày nào muốn đưa chư vị lên đường ta cam đoan các ngươi đều có thể đoàn tụ long cốc đem toàn bộ người áp đi hỏng giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút thế cục lần nữa vượt qua hắn trưởng khống bên ngoài. Phật hoàng bọn người trên thân mang theo quỷ dược giải dược, giống như không phải cùng Phật đế bọn người giam chung một chỗ, bọn hắn như thế nào lặng yên để Phật đế bọn người khôi phục chiến lực. Phật đế là cửu tinh, giả dạ hậu hiên đế doãn đế mấy người cũng là gần với cửu tinh tồn tại, các nàng không có cách nào khôi phục chiến lực, giang giật chỉ có thể một mình phấn chiến, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 1235, Nam Sùng, Vũ Cương mang theo mấy chục tên mãnh sĩ động, đem Phật Hoàng bọn người toàn bộ cầm xuống áp đi, giang giật căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người rời đi, biến mất ở bên trong tòa thành quần, cũng không biết cuối cùng sẽ bị mang đến phương nào. Vũ Tước Nhi không tại, hắn không nói lời nào quyền, giờ phút này nếu dám nói nửa chữ đoán chừng lập tức hội thịt nát xương tan, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám biểu lộ ra nửa điểm khác thường biểu lộ. Long nhược, các người đem những này người an bài xuống. Vũ Cương hướng Long Nhược phất phất tay, mang người đi vào tòa thành bên trong, long nhược chỉ có thể đem bộ lạc mấy ngàn người đi an bài trong quân doanh, để bọn hắn chỉnh đốn mấy ngày lại nói. bận rộn một trận sắp xếp xong xuôi, long nhược mang theo giang giật các loại chờ thân vệ đi tòa thành trong đám một cái đại thành lâu đài, đây là vũ tước nhi ở lại địa phương. bất quá vũ tước nhi cũng không có ở bên trong, hẳn là tại vũ tâm nhi kia, giang giật chờ giây lát nội tâm có chút nóng này, thấp giọng cùng long nhược hỏi ta cần phải đi tìm đại nhân thủ hộ sao? thành nội rất an toàn trên nguyên tắc chúng ta chỉ có thể ở bực này đợi đại nhân trở về. Long Nhược có chút khó khăn, nghĩ nghĩ lại nói ra, bất quá ta bổ nhiệm ngươi làm phó đội trưởng, hai người chúng ta là có thể đi cung nghênh đại nhân hồi trở lại lâu đài. Vậy thì tốt, đi cung kính đại nhân, Giang Giật là một khắc đều không muốn chờ, hắn vô cùng cần thiết phố tước nhi lập tức nghĩ biện pháp đem Phật Hoàng bọn người cùng Phật Đế giam chung một chỗ, dạng này Phật Đế mới có thể có chi sự kiện ngọn nguồn, mới có thể hảo hảo phối hợp hắn. Coi như không thể, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cho Phật đế bọn người đưa giải dược. Ở chỗ này kéo càng lâu, sẽ càng nguy hiểm, cái kia thánh tế ti quá kinh khủng, hắn nhất định phải giành giật từng giây, cần có nhất làm liền là liên hệ với vũ tước nhi, bởi vì không có nàng, giang giật nửa bước khó đi. Hai người nhanh chóng hành tẩu, trên đường không ngừng tao mộ đội tuần tra, bất quá long nhược là vũ tước nhi thân vệ đội trưởng, rất nhiều người đều nhận biết, trên đường không người nào dám kiểm tra, vũ tước nhi tại thánh hoàng thành địa vị rất cao. Bảy lần qua tám lần rẽ, nơi này tòa thành nhiều lắm, khoảng chừng mấy trăm, giang giật hoàn toàn lượn quanh choáng. Long nhược ngược lại là quen thuộc, đi một hồi hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước một cái đại thành lâu đài nhỏ giọng nói ra, suy cuồng, nơi này chính là giam giữ những cái kia kẻ ngoại lai địa phương. A à nha, giang giật bất động thanh sắc đáp, tùy ý nhìn lướt qua lạng yên đem phụ cận địa hình ghi xuống, Long nhược đặc biệt nhắc nhở, nơi này khẳng định là giam giữ Phật đế đám người tòa thành. Giang giật xa xa nhìn lại phát hiện tòa thành ngoài có mấy chục người thủ vệ, trong đó có một người đúng là đại tù trưởng thực lực. Đi thôi, Vũ Tước Nhi không tại cái này, Long Nhược không dám dừng lại mang theo giang giật tiếp tục tiến lên, đi một nén hương thời gian đã tới một cái xinh đẹp màu trắng phía ngoài cung điện. Bên ngoài có hơn 200 người hộ vệ, nhìn thấy Long Nhược đi tới, một tên cao lớn nam tử thật xa tựu chào hỏi, Long Nhược, lần này các ngươi chơi rất xinh đẹp a, à, cầm xuống nhiều như vậy ngoại nhân đến. Người này rõ ràng là Vũ Tâm Nhi hộ vệ đội trưởng, ánh mắt hắn quét qua giang giật, có chút nghi ngờ hỏi, hắn là ai trước kia làm sao chưa thấy qua a, à, làm sao tuổi tác nhỏ như vậy a? À? A, à, đây là Suy Cuồng, quyền như cùng người này hẳn là rất quen thuộc, tùy ý giới thiệu, hắn cũng bất tử bộ lạc tuổi trẻ thiên tài, lần này cứu được đại nhân một mạng, tự mình đề bạt làm phó đội trưởng. Suy Cuồng, đây là Long Trạch, tâm đại nhân thân vệ đội trưởng, cũng là tộc huynh của ta. A, à, quyền trẻ có chút ngoài ý muốn nhìn Giang giật vài lần, sau đó trùng điệp vỗ vỗ Giang giật bả vai, gật đầu nói, không tệ tuổi trẻ tài cao, về sau tiền đồ vô hạn, làm rất tốt. Tạ Long Trạch Đại Nhân, Giang giật vội vàng nơm nớp lo sợ không người hành lễ. Xa xa xa, bên này vừa tán gẫu bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, Vũ Tâm Nhi cùng Vũ Tước Nhi kéo tay đi tới. Vũ Tâm Nhi đối cô muội muội này rất là yêu thương, tự mình đưa đến cửa ra vào, lúc này mới bàn giao, muội muội hảo hảo đi về nghỉ trước, cũng đừng mệt nhọc, tình huống ta đi cùng Thánh Tế Ti báo cáo đi. Ừm, tỷ tỷ trở về đi, vũ Tước nhi nhẹ gật đầu hướng long nhược cùng giang giật đi đến vũ tâm nhi kỳ quái nhìn giang giật vài lần chờ vũ tước nhi ba người đi xa sau mới hỏi người trẻ tuổi kia là ai a à, trước kia làm sao chưa thấy qua quyền trạch vội vàng cung kính trả lời đây là bất tử bộ lạc một tên thiên tài nghe nói lần này cứu được tước tiểu thư vừa được đề bạt làm phó đội trưởng a à, vũ tâm nhi hướng giang giật bọn người rời đi phương hướng lần nữa nhìn một cái lắc lắc tròn mép mông mẩy đi vào tòa thành bên trong Người kia lục tỷ có thể đối ngươi có bất kỳ hoài nghi nàng hỏi cái gì. Giang giật ba người trở lại vô tước nhi tòa thành bên trong, giang giật không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến, Vô tước nhi nghĩ nghĩ trả lời, hẳn là sẽ không hoài nghi, cũng chính là hỏi thăm một chút bất tử bộ lạc tình huống, ân. Còn có hỏi đại nhân ngươi đi đâu ta nói ngươi trốn, giờ phút này bất tử bộ lạc người chính bốn phía điều tra, lục tỷ nói nàng đi cùng thánh tế ti báo cáo, phái người truy tra. Long nhược, ra ngoài đề phòng, bất kỳ người nào không phải vào đây. Giang giật tiện tay vung lên, Long Nhược đi ra ngoài đề phòng, Giang giật tiếp tục nói ra, Phật Hoàng bọn người bị ngươi ca ca mang đi, còn nói sẽ không cùng Phật đế bọn người giam chung một chỗ, người có hay không biện pháp đem bọn hắn cho tới cùng một chỗ. Cái này, Vũ Tước Nhi trần chờ một trận, lắc đầu nói tam ca cùng lục tỷ ngày thường đều cường thế hơn ta, ba người chúng ta riêng phần mình hành động lẫn nhau cũng sẽ không làm liên quan, mà lại tam ca lần này rõ ràng đạt được thánh tế thi thu ý, nếu ta cưỡng ép đi đem bọn hắn giam chung một chỗ, ngay lập tức sẽ bại lộ. Cũng là, Giang giật xoắn suýt, trầm mặc một hồi lần nữa nói ra, nếu không chúng ta liền đi tìm Phật đế bọn người, đem giải dược bí mật cho bọn hắn. Chí ít có tình huống, có thể để bọn hắn hỗ trợ khai chiến. Không thể, Vũ Tước Nhi vẫn lắc đầu, rất khẳng định nói ra, ta vừa trở về, giống như lập tức đi tìm Phật đế, lập tức sẽ bị người hoài nghi. Dựa theo lẽ thường, ta hẳn là nghỉ ngơi ba ngày tại đi gặp Thánh Tế Ti, sau đó mới có thể đi tìm Phật Hoàng Phật đế bọn người, trông coi Phật đế người đều là thánh tế ti người, chúng ta mạo muội hành động sẽ bị giết chết. Ba ngày, Giang giật nội tâm trầm xuống, ba ngày thời gian ai biết sẽ phát sinh sự tình gì nhưng Vũ Tước Nhi còn nói có đạo lý, mạo muội hành động sẽ bại lộ càng nhanh, nghĩ đến thánh tế ti kinh khủng, Giang giật chỉ có thể trầm mặc ngồi, nghĩ đến biện pháp. Hai người làm ngồi một canh giờ, đều không có ở chung bất luận cái gì biện pháp tốt, chỉ có trước chờ ba ngày sau đó lại hành động. Giang giật mở to mắt thật dài thở dài, nhìn qua vũ tước nhi nói giống như thánh tế ti triệu kiến ngươi có thể hay không nhìn ra linh hồn ngươi bị người động đậy không biết vũ tước nhi không xác định nói ra thánh tế ti quá thần bí ta đều chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn mỗi lần hắn đều trốn ở rèm về sau hắn có thể hay không khám phá chỉ có lão thiên biết rõ vậy thì chờ ba ngày sau xem vận khí giang giật bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy ra ngoài hắn cùng vũ tước nhi làm loạn chỉ có một con đường chết ba ngày sau lại hành động nói không chừng còn có một chút hy vọng sống chỉ cần thánh tế ti nhìn không ra vô tước nhi linh hồn bị người động đẩy hắn tự còn có cơ hội kết đúng lúc này tòa thành đại môn đột nhiên bị đẩy ra giang giật cùng Vũ tước nhi bị dọa đến thân thể run lên bên ngoài có long nhược bọn người thủ hộ có thể vô thanh vô tức vào đây chỉ có thánh hoàng thành đại nhân vật mà giờ khắc này vô tước nhi là đứng đấy giang giật vẫn còn ngồi điện thạch hỏa hoa một khắc này giang giật não hải gấp trăm lần chuyển động hắn trong nháy mắt có chủ ý một tay lấy Vũ tước nhi ôm vào trong ngực đưa nàng quần áo cũng làm đến lộn xộn không chịu nổi, chính hắn đầu vùi vào vũ tước nhi ngực, giả bộ hai người ngay tại thân mật dáng vẻ. Khanh khách, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, vũ tâm nhi đạp trên bước liên tục đi đến, cười tủm tìm nhìn qua hai người nói, muội muội người thế mà thua một cái nam sủng, hiếm lạ sự tình a à. chương 1236, vào sai đạo. Giang giật để mỹ như trước tiên đưa tin cho vũ tước nhi, cái sau phản ứng rất đúng chỗ, đỏ mặt đứng lên cuống quyết chỉnh lý sốc sách y phục giang giật thì sợ hãi ở một bên đứng đấy, đại khí không dám phun ra. Tỷ tỷ, ta không tới, ngươi trêu chọc nhân ra đấy, người người này nha, vào đây cũng không nói một tiếng. Vũ Tước Nhi vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái nói. Hi hi, Vũ Tâm Nhi đi tới, một đôi câu người con mắt tại giang giật trên thân đảo qua, còn rũi ra một cái tuyết trắng ngọc thủ tại giang giật lồng ngực sờ mấy cái, lúc này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, ta như gõ cửa vào đây, có thể biết một mực chướng mắt những này dã nhân muội muội thế mà động xuân tâm sao nha. Cái này tiểu dã người không tệ a, à, rất khôi ngô, cũng coi như cường tráng, dáng người rất hoàn mỹ, muội muội ánh mắt không tệ. Vũ Tước Nhi u oán thở dài nói, "Ai, chúng ta lại ra không được, có thể có biện pháp nào đâu." "Đúng vậy a." À, Vũ Tâm Nhi gật đầu nói, "Chúng ta đời này nhất định chết già ở bên trong, cùng lúc nào đi suy nghĩ nhiều không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, nhân sinh khổ đoạn truy cầu quá nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hôm nay có rượu hôm nay say đi." lại nói vũ tâm nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vũ tước nhi nói các ngươi còn không có sinh hoạt vợ chồng a ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ đâu cái này tiểu ca cũng là chim non a muốn hay không lục tỷ giúp ngươi điều giáo một phen nếu không đến lúc đó sao được vui cũng không biết đấy lục tỷ ngươi nói cái gì đấy mắc cỡ chết người ta rồi ta đi ngủ vũ tước nhi dậm chân một cái cắn răng quay người vào phòng bên trong giang giật để mị như cho nàng ra lệnh là hết thảy dựa theo lúc đầu phong cách hành sự hành động trừ phi đến lúc truyền lệnh lệnh, làm đi qua, không phải mọi chuyện đều muốn thỉnh giáo nghị như cùng giang giật, vậy sẽ lập tức lộ tẩy. Cho nên nàng giờ phút này như thế tình huống, nàng tự nhiên muốn thẹn thùng né tránh, nếu không cũng không cùng tính cách của nàng. Ngoá, vũ tước nhi vừa đi, giang giật nhức cả trứng, bởi vì cái này vũ tâm nhi như một con sói nhìn mình chầm chầm, tựa như hắn biến thành một cái xinh đẹp tiểu nương môn, vũ tâm nhi lại ngược lại giống như một cái lão sắc quỷ. Đại nhân, ta, ta cáo lui, hắn giả bộ có chút sợ hãi muốn chạy ra ngoài. Dừng lại, Vũ Tâm Nhi quát lạnh một tiếng, vênh váo hung hăng nói ra, ta để ngươi động sao tin hay không bản tiểu thư một chiêu diệt ngươi. Đại nhân tha mạng, Giang giật cuống quyết chắp tay nói, một bộ bị dọa sợ thứ hèn nhát dáng vẻ. Hắn không thể không dạng này, nữ nhân này quá thông minh, so Vũ Tước Nhi khó đối phó gấp người, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, mà lại rất có thể Vũ Tâm Nhi lần này tới, liền là đến sò xét hắn. Vũ Tước Nhi nói Giang giật trốn, tung tích không rõ, mà bất tử bộ lạc lại xuất hiện một tên thiên tài tại thời khắc mấu chốt cứu được Vũ Tước Nhi, sau đó như tên lửa quật khởi, trực tiếp trở thành Vũ Tước Nhi thân vệ phó đội trưởng, lại cùng Vũ Tước Nhi thông đồng cùng một chỗ. Việc này bản thân tự tồn tại một chút nghi điểm, Vũ Tâm Nhi xem xét liền là rất lợi hại nhân vật, đến sò xét thoáng cái cũng bình thường. Quả nhiên, Vũ Tâm Nhi đột nhiên lắc lắc phòng đồn hướng bên cạnh một cái phòng đi đến, tại cửa ra vào lúc quay người ngoắc ngoắc tay mập mở cười nói, ngươi, vào đây. a à, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại không thể không đi theo vào, nội tâm của hắn cũng chìm xuống dưới, cái này vô tâm nhi tuyệt đối đối với hắn có chút hoài nghi, nếu không cũng sẽ không đùa muội muội mình nam sùng, việc này một cái xử lý không tốt, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao bây giờ, một bên nơm nớp lo sợ tiến lên, Giang giật não hải phi tốc chuyển động, cuối cùng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm dị trạng. Cũng không thể mạo muội hành động, ý đồ khống chế vô tâm nhi, nữ nhân này nếu là đến sò xét, để phòng tâm khẳng định rất mạnh, một cái không tốt có thể biến khéo thành vụng. Đóng cửa, bên trong là một phòng khách, trang trí coi như xa hoa, rất lịch sự tao nhã, giờ phút này vô tâm nhi an vị tại bên giường, cười mỉm nhìn qua hắn hạ lệnh. Giang giật khẩn trương đóng cửa, còn tại vô tâm nhi chỉ thị hạ mở ra một cái cơ quan, triệt để giữ cửa cho khóa trái. Tới, gian phòng bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cái miệng thông gió, cửa đóng bế sau tia sáng trở nên ảm đạm, vô tâm nhi duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc chỉ chỉ bên giường giang giật khẩn trương đi qua nửa bên cái mông ngồi ở trên giường cũng không dám xem vô tâm nhi hô hấp trở nên gấp rút phía dưới còn có một chút phản ứng trình diễn đến phi thường đúng chỗ hi hi vô tâm nhi duỗi ra một cái tay tại giang giật cường tráng lồng ngực tại lướt qua nàng mò được rất có kỹ xảo động tác rất nhẹ nhàng như một con mèo đuôi đảo qua để cho người ta phi thường dễ chịu có thể lay động nam nhân linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng giang giật hô hấp càng gấp gáp hơn cũng không dám loạn động cái kia xinh đẹp tay nhỏ tại giang giật trên lồng ngực chuyển mấy cái toàn vẹn chậm rãi hướng phía dưới di động cuối cùng đứng tại giang giật ra thú quần đùi bên trên giang giật nuốt mấy cái nước bọt trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển tự hỏi như đợi lát nữa cái này vô tâm nhi muốn đùa bỡn hắn hắn muốn thuận theo vẫn là phản kháng sĩ khả sát bất khả nhục bị một dâm phụ đùa bỡn đây cũng không phải là giang giật tính cách hắn bên trong tâm động mấy lần sát cơ rất nhiều lần đều muốn cho Mị Như lao ra đem Vô Tâm Nhi cho khống chế, cuối cùng vẫn nhịn được. A, à, đột nhiên, Vô Tâm Nhi tay chui vào hắn đúng quần, để hắn triệt để không cách nào bình tĩnh. Vô Tâm Nhi thân thể cũng bu lại, từ phía sau ôm lấy hắn, một đầu phấn hồng đầu lưỡi rũi ra tại hắn vành tai hôn lên một cái, mút thỏa thích mấy lần, lần này dùng tràn ngập vô tận dụ hoặc thanh âm nói ra, "Muốn không?" "Muốn." Giang giật bản năng mở miệng nói ra, như thế thời khắc nói không muốn vươn vào hắn đúng quần tay đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn đản cho vồ nát khanh khách vũ tâm nhi phát ra vài tiếng cười phóng đáng sau đó chậm rãi ngã xuống trên giường nói ra đến cho ta cởi áo tỉ dậy ngươi làm sao trở thành nam nhân làm vẫn là không làm giang giật nội tâm xoắn suýt vạn phần giống như không làm nói sẽ lập tức bại lộ hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu để mị như cưỡng ép khống chế vũ tâm nhi nhưng nếu là không khống chế được hoặc là xảy ra vấn đề tự triệt để xong đời giống như làm lời nói vậy hắn chẳng phải thật trở thành nam sủng đây đối với hắn cái này bảy tấc nam nhi tới nói là phi thường nghiêm trọng vũ nhục cuối cùng giang giật lựa chọn cái sau cũng không phải là hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm mà là hắn không có biện pháp bởi vì lúc này một đạo yếu ớt thần thức lặng yên quét tới vô thanh vô tức nếu không phải hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái giác quan phi thường nhạy cảm tuyệt đối không phát hiện được thánh tế thì tại như thế thời khắc đột nhiên phóng thích thần thức điều này nói rõ vô tâm nhi đích thật là tới thử hơn nữa còn là đạt được thánh tế ti mệnh lệnh. Giống, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng như dã thú gầm rú, quay người nhào tới, cùng một cái sơ ca dã nhân luống cuống tay chân đem vô tâm nhi áo bảo rút đi, tiếp lấy đối nàng sờ loạn loạn gặm, bộ dáng lỗ mãng tới cực điểm. Hắn cũng cái gì đều không nghĩ, đem chính mình hoàn toàn hóa thân thành một cái thú muốn phát tác dã nhân, làm trước lại nói. Ha ha ha, vô tâm nhi quả nhiên là một dâm phụ, nhìn qua khỉ gấp khỉ gấp, bên trên nhảy hạ nhảy giang giật thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười phóng đáng, mặc cho giang giật trên người mình thăm dò, đùa bớn, hơi hít mắt lại một mặt mê ly cùng hưởng thụ. Bất quá, trên mặt nàng thoải mái thần sắc rất nhanh thay đổi, nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, một cước đem đặt ở trên người nàng giang giật đạp xuống giường đi, mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy bờ mông, kêu lên tiểu tạp trùng, người không có mắt sao ngươi vào địa phương nào đâu ôi, đau chết tỉ. Trường 1237, gặp Phật Đế, cái kia đạo ẩn tàng thần thức giống như thủy chiều rút đi, giang giật bị đạp chó đấp xê, vô cùng chật vật, nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng khoái ý. Cái này vô tâm nhi muốn chơi hắn trái lại bị hắn chơi, hắn phi thường hoàn mỹ diễn kỹ triệt để bỏ đi thánh tế ti hoài nghi, nếu không kia thần thức liền sẽ không lặng yên thối lui, mà là trực tiếp diễn hóa thành công kích linh hồn diệt sát hắn. Ôi, ôi, giang giật lần này rất hung ác, vô tâm nhi đau tốt nửa ngày mới chỉ hoãn tới thần đến, nàng đầy mắt hận ý nhìn qua giang giật, nhìn thấy Giang giật nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất không dám động, nội tâm khí mất đi mấy phần, sau một lát nàng quát lạnh nói còn chưa hút đi lên. Mặc dù thần thức rút đi, Giang giật vẫn là không dám phất lờ, lo lắng bất an lên giường. Bất quá bị đạp một cước, hắn tình muốn thoáng cái biến mất, cũng không dám sở loạn loạn gặm. Vũ tâm nhi liếc mấy cái, trên mặt lại hiện ra hiện nụ cười nói, người tiểu tử này, không hiểu có thể hỏi tỷ, khác đừng lung tung hành động, người cũng đem ta làm đau. Ừ, ừm ừm, giang giật gà con mổ thóc gật đầu vũ tâm nhi bắt đầu trêu chọc giang giật giang giật xem xét tình huống này không đúng theo lý thuyết thăm dò đến trình độ này hẳn là sẽ đình chỉ a à, chẳng lẽ vũ tâm nhi vẫn chưa yên tâm hay là nữ nhân này trời sinh phóng đáng. cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thánh tế ti quá kinh khủng giang giật chỉ có đùa giả làm thật vũ tâm nhi xem như tuyệt đỉnh mỹ nhân thân thể như mặt nước mềm mại loại này đáng phụ chơi hắn không có chút nào áy náy đương nhiên lần này hắn không dám không đi thủy đạo đi đường bộ hắn cùng dã nhân dị thường thô lỗ hung mãnh để vũ tâm nhi triệt để mê thất tại tình muốn trong hải dương giang giật sức chiến đấu không cần hoài nghi trận này vật lộn dòng dã chiến đấu hơn một canh giờ vũ tâm nhi mồ hôi nóng lâm ly toàn thân như một đoàn đống bùn nhão hư thoát giang giật vẫn còn không có dừng tay dấu hiệu theo hắn mới một vòng thế công vũ tâm nhi lại thét lên liên tục thân thể có tiết tấu lay động ánh mắt mê ly hiển nhiên lại một lần nữa đạt đến điểm tới hạn giang giật miệng rộng che kín xuống dưới bất quá lần này hắn một cái tay đột nhiên bên trên rời, thoáng cái nắm vũ tâm nhi cổ, để nàng bị đau đôi mắt đột nhiên mở ra. Hưu, giang giật mi tâm hắc quang lấp lánh, mị như lóe lên tiến vào vũ tâm nhi linh hồn trong thức hải, tiếp theo phía sau một đạo hào quang màu đỏ rực theo giang giật mi tâm bắn ra, đi qua một canh giờ dò xét, giang giật quả nhiên quyết định động thủ. Vũ tâm nhi nữ nhân này rất khó khăn đối phó, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Mà lại thánh tế ti để vũ tâm nhi đến sò xét hắn, điều này nói rõ vô tâm nhi tại thánh tế ti trong lòng so vô tước nhi trọng yếu nhiều cầm xuống vô tâm nhi nói không chừng có thể được đến một chút trọng yếu tình báo cũng có thể dễ dàng hơn làm việc ầm ầm vô tâm nhi linh hồn trong thức hải đồng dạng có một cái tiểu ấn bảo hộ lấy linh hồn giống như giang giật chủ linh hồn không tiến vào mị như khẳng định rất khó cầm xuống giang giật khống chế hỏa long kiếm hung hăng va chạm hai lần trong nháy mắt đem màn hào quang đánh tan mị như phóng thích độc vụ xâm nhập Giang giật phối hợp công kích vẻn vẹn hai hơi thời gian, Vũ Tâm Nhi triệt để tự bị khống chế. Hô hô, cùng kỳ đồng lúc, Giang giật cuối cùng kết thúc chiến đấu, hắn toàn thân vô lực đặt ở Vũ Tâm Nhi trên thân, toàn thân đều là mồ hôi cùng mỏi mệt, cũng không phải là thân thể mỏi mệt, mà là tinh thần cao độ khẩn trương. Giờ phút này cuối cùng thành công, hắn triệt để thư giãn xuống tới. A, à, mỹ như trở về, Vũ Tâm Nhi mở to mắt, lại là đầy mắt e ngại cùng bối rối. Giang giật thân thể không nhúc nhích để mị Như đưa tin cho nàng, để nàng hết thảy bảo trì nguyên dạng, ngàn vạn không thể lộ ra nửa điểm dị dạng. Đại nhân, không sao, Thánh Tế Thi sẽ không hoài nghi ngươi. Vũ Tâm Nhi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, thiếp thân đã sớm cảm giác ngươi có chút vấn đề, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là chủ quan. Đại nhân ngươi vừa rồi trình diễn quá tốt, ta cùng Thánh Tế Thi đều bị ngươi lừa. Giang giật thân tử không động, nhẹ giọng mở miệng nói, Thánh Tế Thi tại sao lại hoài nghi ta? Vũ Tâm Nhi giải thích nói, hắn ngược lại là không có hoài nghi ngươi, chỉ là ta có chút hoài nghi muội muội nói giang giật chạy trốn, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, mà lại ta hỏi bất tử bộ lạc người, ngươi là gần nhất mới trà trộn vào bộ lạc, thời gian điểm thật trùng hợp, quật khởi tốc độ quá nhanh, sở dĩ bẩm báo thánh tế ti về sau, hắn để cho ta tới thăm dò hạ ngươi. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, giang giật nội tâm âm thầm sương may mắn, vừa rồi cái kia một thương đâm vào quá đúng, nếu không đoán chừng sẽ không như thế nhẹ nhõm tiêu trừ thánh tế ti hoài nghi, đầu óc hắn chuyển động nghĩ một lát nói ra có hay không có cơ hội khống chế thánh tế ti. Không có, Vũ Tâm Nhi cười khổ nói, đại nhân, thánh tế ti là tu luyện linh hồn trí cường giả, thực lực đoán chừng nhưng so với ta ra ra, mà lại đa mưu túc trí, người căn bản không có cơ hội tới gần. Ta không được. Người cũng không được giang giật trao mày nói, người không thể dẫn dụ hắn ta có thể để mỹ như tiềm phục tại linh hồn ngươi trong thức hải. Một người tại hoàn hảo lúc, nội tâm đề phòng sẽ đạt tới thấp nhất. Giang giật vừa rồi có thể như thế nhanh chóng khống chế vô tâm nhi, để nàng căn bản không có thời gian phát ra tín hiệu cầu viện, cũng là thời cơ tính được phi thường chuẩn, nếu là những thời khắc khác tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Ha ha, vô tâm nhi lắc đầu nói, thánh tế ti không gần nữ sắc, mà lại chưa từng cùng chúng ta đối mặt, bất kỳ người nào đều không có cách nào tới gần hắn. Kia thánh hoàng đâu giang giật chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có thể bắt lấy bọn hắn bất kỳ một cái nào, sự tình khác liền dễ làm cũng không được, Vũ Tâm Nhi trầm tư một lát, nói Thánh Hoàng nghe nói có một cái phi thường cường đại linh hồn phòng ngự trí bảo, mà lại hắn không háo nữ sắc, thích luyến đồng. Giống như đại nhân tự mình hành động, phi, Giang giật nổi ra gà mất một chỗ, nghĩ cũng không dám tiếp tục nghĩ. Hắn trầm tư một lát, hỏi lần nữa, người có biện pháp trà trộn vào quan Phật đế địa phương sao có thể hay không đem giải dược lặng yên đưa cho bọn họ. Cái này ngược lại là cũng không có vấn đề, thủ vệ Phật đế cái kia đại tù trưởng vẫn muốn thông đồng ta. Vũ Tâm Nhi trả lời để Giang giật nặng nề nội tâm có chút giấy lên một tia hy vọng, bất quá câu nói tiếp theo nhưng lại để hắn chìm xuống dưới, bất quá Phật đế bọn người bị thánh tế ti còn hạ một loại dược, thuốc này có thể làm cho Phật đế bọn người phát ra nhàn nhạt mùi vị khác thường, một khi Phật đế bọn người rời đi tòa thành, thánh tế ti sẽ lập tức biết, thuốc này, chúng ta căn bản không có giải dược, mặc kệ, Giang giật đôi mắt chuyển động, trầm giọng nói ra, người an bài trước bố trí, quay đầu mau chóng dẫn ta đi gặp Phật đế, ta trước cùng Phật đế bọn người giao lưu một phen lại nói. Sau hai canh giờ đi, Thánh tế thì đến giờ tí hội nghỉ ngơi hai canh giờ, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu, chúng ta có thể đoạn thời gian kia đi. Vũ Tâm Nhi nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân, người không phải có một loại có thể biến ảo bất luận người nào cường đại thần thông đợi lát nữa người biến thành long trạch dáng vẻ đi theo ta là được. Tốt, Giang giật gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, nhưng ít nhất có thể gặp Phật đế bọn người một mặt, nói rõ với bọn họ tình huống, đại gia hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn vũ tâm nhi mặc xong quần áo lắc lắc nở nang bờ mông đi ra khỏi phòng đi tìm vũ tước nhi nói chuyện phiếm luôn cùng giang giật cùng một chỗ như thánh tế thi thần thức quét tới sẽ lập tức phát hiện vấn đề giang giật thì để long nhược đem long trạch mang vào nhẹ nhõm cầm xuống sau đó hắn cùng đi theo ra phía ngoài lặng lặng chờ đợi đứng bên ngoài hai canh giờ giang giật lại cảm giác qua hai năm trong khoảng thời gian này trong sân phi thường bình tĩnh Giang giật thở ra một hơi thật dài. Thánh tế ti đến còn không có động thủ, cái này chứng minh hắn lần này đã qua quan, tiếp xuống tự xem phía sau hành động, xem Phật đế bọn người có hay không thoát khốn biện pháp tốt. chương 1238 Tử Chiến, Tâm Nhi Tiểu Thư, quan Phật đế đám người tòa thành bên ngoài, một cái cao lớn khôi ngô trung niên dã nhân đầy mắt cực nóng nhìn qua chậm rãi đi tới vũ Tâm Nhi. Đối với Thánh Hoàng thành đại tù trưởng bọn họ tới nói, Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi mới là nữ nhân, bọn hắn trong bộ lạc nữ nhân căn bản không có hai người bọn họ khí chất trên người cùng phong tình. Vũ Tâm Nhi rất phóng đáng, nhưng cũng không là ai đều có thể cùng nàng lên giường, nàng thân phân địa vị rất cao, coi như đại tù trưởng cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nhìn xa xa, thèm nhỏ dãi, ý phóng túng, tựa như từng đầu nhìn thấy thịt xương cầu. Mở ra đại môn, ta muốn cùng thẩm vấn một phen những lão già kia. Vũ Tâm Nhi phong tình vạn trùng đi tới, nàng người này thiên tính liền là như thế, rất hiểu lợi dụng thân thể của mình hấp dẫn nam nhân. Nàng đối trong bộ lạc mỗi cái đại nhân vật đều sẽ chủ động chiêu chọc, nhưng tự hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn đạt được. Nàng thích nhìn từng cái nam nhân vây quanh nàng chuyển, nàng thích đùa giỡn những nam nhân này, đây là nàng ở trong bộ lạc duy nhất niềm vui thú. Mở cửa, phụ trách thủ vệ đại tù trưởng bị Vũ Tâm Nhi làm nũng thanh âm, trêu chọc ánh mắt làm cho hồn cũng bị mất, Vũ Tâm Nhi cũng có quyền lực này đi vào, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đại môn mở ra, vô tâm nhi cùng hóa thân long trạch giang giật đi vào kia đại tù trưởng lại muốn theo đi vào thừa cơ lau chấm mút hiến xung xoe nếu là lúc trước Vũ tâm nhi có thể sẽ để hắn đi theo lần này lại khoát tay áo nói long chiến ngươi trước tiên ở bên ngoài trông coi quay đầu đi ta tỏa thành bên trong một lần ta tìm ngươi nói chút chuyện tốt 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 Vũ tâm nhi đưa một cái làn thu thủy đi qua cái kia đại tù trưởng lập tức kích động vội vàng gà con mổ thóc liều mạng gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài đóng chặt cửa lại đáng phụ, các loại chờ đại môn đóng lại, Giang giật tiện tay tại vũ tâm nhi trên mông lớn vỗ, dẫn tới vũ tâm nhi ỏn ẻn âm thanh liên tục. Hắn bốn phía quét qua, phát hiện cái này thành bảo phi thường lớn, bên trong đại điện trống rỗng, một người không có, chỉ có mấy cái cửa phòng đóng chặt. Các nàng tách ra nhốt tại năm cái gian phòng, Phật đế ở chỗ này. Vũ tâm nhi nhẹ giọng giải thích một câu, mang theo Giang giật hướng một cái phòng đi đến, trong tay nàng nguyên lực sáng lên, cửa phòng cấm chế lấp lánh từ từ mở ra. Có cấm chế, Giang giật âm thầm gật đầu, trong phòng này có cấm chế lời nói, ngoại trừ Thánh tế ti cùng Vũ Tâm Nhi ba huynh muội bên ngoài, bộ lạc này người căn bản là không có cách đi vào, tự nhiên là không thể giải cứu Phật đế đám người. Gian phòng bọn họ một mảnh đen như mực, Giang giật mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người trên mặt đất ngồi xếp bằng. Vũ Tâm Nhi tiện tay đánh một đạo nguyên lực, gian phòng bên trong vách tường lập tức phát sáng lên, Giang giật con mắt cũng sáng lên, hắn lần nữa gặp được Phật đế. Phật đế tại lúc này cũng từ từ mở mắt, hắn tại vô tâm nhi trên mặt đảo qua, thân sắc trên mặt không có nửa điểm ba động, sau đó tại giang giật trên thân quét qua, cuối cùng cùng giang giật liếc nhau một cái, trong nháy mắt phát sáng lên. Chi chi, cửa phòng chậm rãi quan bế, Phật đế tỏa sáng đôi mắt cũng rất mau tối phai nhạt xuống dưới, nhìn qua giang giật thở dài, giang giật, người không nên tới. Phật đế, giang giật chắp tay cúi đầu thật sâu cong xuống, rất là ái náy nói ra, vãn bối đến chậm, để các ngươi chịu khổ phật đế khoát tay áo nói chịu hay không chịu khổ không thể nói bất quá ngươi vào đây nhân tộc sợ là muốn thật xong mà lại ngươi vào đây cũng chỉ có thể chịu chết ừ giang giật đôi mắt nheo lại ngưng âm thanh hỏi phật đế chẳng lẽ chúng ta không có một tia hy vọng không có phật đế tựa hồ đối với tình huống bên trong phi thường tinh tường nói rất khẳng định nói hắn sau khi nói xong thình lình đứng lên đưa tay nói đem giải dược cho ta các ngươi tiến nơi này đến ta đoán chừng lão quái vật kia rất nhanh hội phát giác, cái cung điện này rất có thể bị hắn động tay động chân. Nói nhảm khác đừng nhiều lời, người lập tức cho tất cả mọi người đưa đi giải dược, chúng ta cùng chết đánh đi. Cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Tốt, đã Phật đế cũng không có cách nào, giang giật cũng không muốn lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau liều chết một trận chiến, kết cục cuối cùng tự giao cho lão thiên đi. Hắn ánh mắt chấp động, trầm giọng nói ra, vô tâm nhi người lập tức đi cho bọn hắn đưa giải dược, sau đó đi đem Phật Hoàng bọn người mang về, triệu tập sở hữu bị khống chế người, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Rõ, Vũ Tâm Nhi ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, một khi đại chiến bắt đầu, các nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết, nhưng nàng là hồn nô là không thể phản kháng chủ nhân mệnh lệnh, Mỹ Như là chủ nhân của nàng, Giang giật lại là Mỹ Như chủ nhân. Vũ Tâm Nhi đem sở hữu gian phòng đều mở ra, từng cái cho mọi người đưa đi giải dược. Hiên đế dạ hậu doãn đế còn có 7-8 cái bán thần chấn kinh ngạc đi tới Phật đế gian phòng, nhìn thấy giang giật sau lập tức bình thường trở lại lập tức trong mắt mọi người đều lộ ra quyết tuyệt chi ý yên lặng ngồi xếp bằng tranh thủ sớm một chút khôi phục chiến lực. đi đem cái kia đại tù trưởng gọi vào đây người ta liên thủ khống chế vũ tâm nhi đang chuẩn bị ra ngoài mang phật hoàng bọn người vào đây giang giật lại đột nhiên gọi lại nàng vũ tâm nhi theo kế ra ngoài đem đại tù trưởng long chiến kêu vào đây giang giật tự ẩn thân tại trong một cái phòng không có qua quá lâu vũ tâm nhi mang theo kia long chiến vào đây nhìn thấy giang giật sau long chiến nhất giật mình lúc này vô tâm nhi động tòng long chiến phía sau đột nhiên đập một quyền đem long chiến hướng giang giật đánh bay mà đi suy suy quyền chiến bản năng quay đầu nhìn quanh giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện đột nhiên hướng long chiến đâm tới long chiến cảm nhận được bên này nguy hiểm hai tay đột nhiên nhô ra nhẹ nhõm bắt lấy hỏa long kiếm mị như giang giật quát lớn mị như hóa thành bóng đen bắn nhanh mà ra đồng thời giang giật chủ linh hồn đi theo bay ra ngoài Đại tu trưởng thực lực mạnh như vậy, ai biết linh hồn như thế nào hắn cũng không dám chủ quan. Ây, đại tu trưởng đột nhiên bị công kích linh hồn, thân thể thoáng cái bất động, giang giật giờ phút này cũng nhắm mắt lại, như cái xác không hồn đứng đấy, giống như giờ phút này có địch nhân, có thể nhẹ nhõm đem hắn đầu chặt đi xuống. Tốt, thời gian ba cái hô hấp về sau, tiểu hỏa long kiếm cùng mỹ như đều theo đại tù trưởng mi tâm ra, tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải. Giang giật mở to mắt thở ra một hơi thật dài, cái này đại tù trưởng linh hồn bên trong cũng không có trí bảo bảo hộ, bất quá linh hồn rất mạnh, nếu không có hắn hỗ trợ, đoán chừng mị như không có thời gian một nén nhang căn bản là không có cách khống chế. Đi, cái này đại tù trưởng thực lực rất không tệ, khống chế cái này đại tù trưởng, thời khắc mấu chốt để hắn phản bội, tuyệt đối có thể lên kỳ binh chi dụng. Giang giật còn muốn lấy các loại trợ Phật Hoàng bọn người mang về về sau, tiếp tục để vô tâm nhi đi mang mấy cái đại tù trưởng tới từng cái khống chế, đến lúc đó tại đột hạ sát thủ, triệt để trọng thương thánh đế ti cùng thánh hoàng. Phật đế bọn người còn tại khôi phục bên trong, giang giật không yên lòng bọn hắn, phất tay cùng vũ tâm nhi hạ lệnh, người đi đem Phật hoàng bọn người mang đến, bất luận cái gì tình huống, thần làm giết người, Phật cản giết Phật, mang không đến người tự tự sát đi. Rõ, vũ tâm nhi mang theo long chiến đi ra phía ngoài. Giang giật đang chuẩn bị vào Phật đế bọn người gian phòng bên trong thủ hộ. Nhưng, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn thân thể lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì bên ngoài bu đầy người, hơn nữa còn có vô số quân đội hướng bên này tuôn ra mà tới. Ngoài cửa lớn Vũ Cương mang theo hơn 10 tên đại tù trưởng cấp bậc cường giả lạnh lùng đứng thẳng, ánh mắt của hắn xa xa cùng Giang Giật đối mặt, đùa cợt nói ra, Giang Giật, không cần đi mang theo, Phật Hoàng bọn hắn ta giúp ngươi mang đến. Ừm nhanh như vậy tự bại lộ, Giang Giật trong mắt hàn quang vạn trược, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, huyền thần khải hiển hiện, quát lớn nói, vũ tâm nhi long chiến, lăn tới đây, Phật đế tại lúc này con mắt cũng mở ra, hắn thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, giang giật, tiểu thiện nhi lần này có hay không theo tới đại chiến trước để cho ta lại nhìn nàng một chút đi. chương 1239, Thiên Minh Tông Tông Chủ Tiểu thiện nhi tại huyền thần cung bên trong bế quan tu luyện, muốn đem nàng truyền tống đi ra không? Giang giật giải thích một câu, Phật đế ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng nói, vậy quên đi, giang giật, nếu như chờ hội tình huống không đúng, chúng ta giúp ngươi đoạn hậu, người lập tức nghĩ hết biện pháp chạy đi, đáp ứng ta. Phật Hoàng ánh mắt hết sức chăm chú, mang theo một tia khẩn cầu, giang giật vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mọi người luyện hóa đan dược, trên thân chiến lực hoàn toàn khôi phục, nguyên bản tất cả mọi người thụ thương, bất quá bị nhốt dài như vậy một đoạn thời gian, thương thế đã sớm tự động phục hồi như cũ, đáng tiếc trên người các nàng cổ thần nguyên giới toàn bộ bị mất, trên thân không có một kiện cổ khí. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy đến, đem tòa lâu đài này phụ cận vây chật như nêm cối, Vũ Cương không dám hạ lệnh công kích, bởi vì Vũ Tâm Nhi liền tại bên trong. Đây là hắn thân muội muội, mà lại bị hắn đã cầm xuống Vũ Tước Nhi cũng bị Giang Giật khống chế, như Giang Giật tâm niệm vừa động, hai người gặp nhau lập tức chết đi. "Tiểu tử, ta thu hồi tại Huyền Đế ngoài thành lời nói, lần này nếu ngươi có thể chạy đi, mang theo Nhược Băng hảo hảo sinh hoạt." Doãn Đế nhìn Giang Giật một chút trầm giọng nói, Giang Giật nhẹ gật đầu, Huyền Đế cùng giả dạ hậu ánh mắt cũng đưa tới bất luận như thế nào giang giật có thể đi vào tử thần mật hải cứu bọn họ có phần này tâm mọi người liền có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn giang giật ra nói chuyện vũ cương đợi một hồi trầm giọng mở miệng nói giang giật cùng phật đế bọn người lướt nhau hướng đại môn chậm rãi đi đến đi đến cửa chính lúc này mới nói ra vũ cương ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại để thánh tế ti cùng thánh hoàng ra đi hừ hừ vũ cương trong tay xuất hiện một cây tuyết trắng mộc thương súng đột nhiên chống đỡ phật hoàng ngực nói ngươi nói thêm câu nữa Ha ha ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt hắn cũng chậm rãi biến ảo, biến trở về ban đầu bộ dáng, vẫy vẫy tay vũ tâm nhi đi tới, hắn cười nói, chúng ta dù sao là chết một lần, ngươi cứ việc giết đi, dù sao có hai người muội muội chôn cùng. Ngươi, vũ cương tức giận đến con mắt đều phun lửa, hắn thật sâu ít mấy hơi, lúc này mới nói ra, một người đổi một người như thế nào. Không đổi, Giang giật khoát tay áo nói, muốn đổi, hai cái đổi toàn bộ. Tốt, Vũ Cương quát khẽ, trong lòng hắn cho rằng Phật Hoàng đám người cũng không có tác dụng quá lớn. Có đại tế tư cùng Thánh Hoàng tại, coi như tăng thêm Phật Hoàng mấy người cũng chỉ có một con đường chết, hắn vung tay lên vũ tước nhi bị người mang theo đi lên, hắn mở miệng nói ra các người bên này 10 người, ta trước phóng 5 người, người trước hết để cho tước nhi khôi phục sự tự do. Có thể, vũ tước nhi cùng vũ tâm nhi như là đã bại lộ, như vậy lưu nàng lại bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể đem Phật Hoàng bọn người đổi lại mọi người cùng nhau tử chiến, còn nhiều thêm mấy phần cơ hội. Phật đế mấy người cũng khẽ vuốt thầm biểu thị đồng ý, phụ tử cùng một chỗ chiến tử cũng coi là viên mãn. Vũ Cương trước đem năm tên mấy nhà bán thần thả ra, năm người kia nhanh chóng đi đến, Giang giật theo Vũ Tâm Nhi trong tay tiếp nhận giải dược ném cho năm người, để bọn hắn giải trừ nguyên lực phong ấn. Để Vũ Tước Nhi đến đây đi, Giang giật lạnh giọng nói, Vũ Cương trần chờ một chút phóng Vũ Tước Nhi đi qua, giang giật mi tâm lóe lên mị như xuất hiện đem lưu tại vũ tước nhi linh hồn bên trong độc tố hấp thu vũ tước nhi vừa khôi phục tự do thân lập tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui vừa đi ra ngoài lập tức phá không mắng to giang giật người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ giang giật nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đi qua vũ tước nhi thân thể mềm mại run lên câu nói kế tiếp không dám nói núp ở vũ cương sau lưng vũ cương rót vào một đạo nguyên lực tiến vào vũ tước nhi trong thân thể cẩn thận kiểm tra một lần xác định vũ tước nhi đã triệt để khôi phục lúc này mới trầm giọng nói ra giang giật đem ta lục nguội trả lại ta lại thả phật hoàng bọn người vạn nhất ngươi đổi ý đâu giang giật đùa cợt cười nói ngươi không có lựa chọn tốc độ thả người xem như ngươi lợi hại vũ cương cắn răng nghiến lợi giống lên vung tay lên đem phật hoàng bọn người bỏ vào giang giật nhanh chóng giao cho mọi người giải dược chờ tất cả mọi người nguyên lực phong ấn giải trừ về sau này mới khiến Mị Như giải trừ Vũ Tâm Nhi linh hồn khống chế, một cước đem Vũ Tâm Nhi đạp ra ngoài. Ôi, Vũ Tâm Nhi tôi không kịp đề phòng rơi một chó ăn chết, lập tức nổi giận tức miệng mắng to, giang giật, người cái này tạp trùng, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho, bản tiểu thư thể không làm người. Ngậm miệng, đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy nơi xa một cái tòa thành bên trong, một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả bắn nhanh mà lên. Hắn đứng tại tòa thành phía trên, mang trên mặt một bộ tử thần mặt nạ chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con ngươi hắn khóa chặt vũ tâm nhi nói ngươi thằng ngu này cho ngươi đi thăm dò ngược lại bị giang giật khống chế nếu không phải bản tỏa tại tòa lâu đài này bên trong có bố trí suýt nữa để ngươi lầm đại sự thánh tế ti vũ tâm nhi e ngại nhìn thoáng qua lão giả vội vàng cùng vũ cương bọn người chắp tay hành lễ còn như những người còn lại bao quát đại tù trưởng đều sợ hãi quỳ xuống giang giật bọn người ánh mắt đầu dơ lên xa xa nhìn qua thánh tế ti Phật đế đi vài bước đứng ở Giang Giật phía trước, cười nhạt một cái nói: Lão ma, người rốt cục hiện thân, kỳ thật, ta sớm nên đoán được là ngươi. Hiên Hoàng giả dạ Hậu Doãn đế nhao nhau, nhau liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Phật Hoàng bọn người lại không hiểu thấu, Giang Giật càng là hoàn toàn không hiểu, cái này lão ma là ai? Ha ha, Thánh Tế tim mỉm cười nói: Hòa thượng, người biết đã quá muộn, tại các ngươi tiến vào cái này bí cảnh lúc, tự chú định vẫn lạc, tự sát đi tại cái này bí cảnh bên trong các ngươi căn bản không phải ta cùng thánh hoàng đối thủ, ta lưu các ngươi một cỗ toàn thay đi. Hưu, thánh tế ti lời mới vừa vừa nói xong, bên cạnh một cái tòa thành bên trong một cái ảnh từ tiêu xạ mà lên, tốc độ của hắn quá nhanh, cũng cảm giác trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bước chân hắn đạp vào tòa thành mái nhà lúc, toàn bộ tòa thành cũng hơi run lên. Đây là một cái khôi mô làm cho người khác nội tâm đè nén lão giả, lão giả thân cao đạt tới đạt tới một trường, tựa như một cái to lớn hình người yêu thú, hắn chỉ mặc một đầu da thú quần đùi, toàn thân làn da thành kim hoàng sắc, từng cục trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô tận, trên người hắn căn bản không có bất kỳ khí thức gì, nhưng nhìn một chút liền khiến người linh hồn run rẩy, cảm giác không thể địch lại. Tham kiến thánh hoàng, cự đại dã người sau khi xuất hiện, toàn bộ dã nhân đều nằm dạp trên mặt đất, sùng kính tới cực điểm. Cái này thánh hoàng như dao ánh mắt tại Phật đế bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào giang giật trên thân, hắn có chút dừng lại một hơi thời gian, quát lạnh nói, kẻ ngoại lai, là chính các ngươi tự sát, vẫn là bản hoàng đem các ngươi tươi sống thẻ thành thịt nát. Doãn đế bọn người đôi mắt có chút co rụt lại, cái này kinh khủng dã nhân cường đại, lần trước bọn hắn đã sớm thể hội. Lực lượng một người lực chiến tất cả mọi người, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đánh cho trọng thương, liền Phật đế cũng không là đối thủ. Thánh Hoàng, Thánh Tế Ti, còn có hơn 20 tên đại tù trưởng, mấy thiên mãnh sĩ. Giang giật đầy mắt ngưng trọng, hắn tựa hồ ngửi thấy một tia khí thức tử vong, địch nhân lần này quá cường đại, cường đại đến căn bản là không có cách đối đầu, mặc dù gần nhất hắn nhục thân cường đại một chút, nhưng đối đầu với cái này cấp bậc cường giả, căn bản vô sự vô bổ. Hắn hít một hơi thật sâu, cùng bên người Phật đế ngưng âm thanh hỏi, cái này thánh tế Thi đến cùng là ai? Chúng ta thế hệ này người để hắn lão ma, Phật đế đắng chát cười một tiếng, nói, hắn họ hình, tên một chữ một cái ma chữ, thế hệ này thiên minh tông tông chủ. Cắt cắt chương 1240, chuẩn bị ở sau hết thảy đều đối mặt, phía sau màn hắc thủ liền là bác đế cùng thiên minh tông, hết thảy đều có hợp lý giải thích. Thế lực cường đại, thần bí bán thần, xếp hạng thứ nhất thập đại ẩn thế đại tông tăng thêm một cái cửu đế gia tộc, muốn bố cục quá đơn giản. Thiên minh tông giấu ở phía sau màn, bác đế thân ở chỗ sáng, hai nhà tình báo hệ thống cùng thế lực nhẹ nhõm có thể đem thiên tinh giới thế lực lớn đại gia tộc đùa bỡn xoay quanh. Vây khốn mình thiên lôi đại trận, cùng hình mộng huyền thần kỳ chiến trận cũng đối lên. Thiên minh tông giấu ở chỗ tối, vận dụng kỳ dị thần thông, khắp nơi bốc lên đại chiến, giá họa cho ngao lưu. Sau đó bác đế ra mặt thành lập báo thủ liên minh, đem nhân tộc cường giả đại lượng tiêu hao, bọn hắn liền có thể triệt để khống chế đại lục. Thiên minh tông tông chủ tiến vào cái này bí cảnh, mục đích cũng là dẫn Phật đế giang giật bọn người vào đây chịu chết, không có giang giật cùng Phật đế bọn người, bác đế khống chế đại lục hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu đế cách cục tạo thành hơn 70 vạn năm, muốn nhất thống đại lục, đầu tiên muốn đánh phá cái này cách cục, muốn để đại lục loạn, muốn để một chút cửu đế gia tộc diệt phong. Nếu không Phật đế chiến đế đang cao nhất hô, toàn bộ thiên hạ đại gia tộc liên hợp lại, thiên minh tông cùng bác đế muốn thống trị đại lục sẽ vô cùng khó khăn. Huyền thần cung gia, hạo kiếp đến, nhân tộc phong. Đây là huyền đế lưu lại tiên đoán, cũng chính là bởi vì giang giật người này hoành không xuất thế, mới khiến cho bác đế hạ quyết định quyết tâm động tay A à giang giật cùng vũ ra là tử thù. Giang giật sớm muộn hội đánh tới Bắc Đế Thành, Sở dĩ bác đế không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phát động trận đại chiến này, để hạo kiếp đến. Còn như bác đế cùng hình ma hai người ai là làm chủ, ai thống lĩnh ai, cái này không được biết rồi. Giang giật giờ khác này còn có một cái nho nhỏ nghi hoặc, hai người phát động trận chiến tranh này khó tránh khỏi có chút liên lụy quá lớn A à để nhân tộc chết đi nhiều người như vậy. Hai người hoàn toàn không cần thiết chế tạo động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần bố trí thỏa đáng, nhẹ nhóm có thể đánh giết sở hữu đại nhân vật biện pháp đơn giản nhất cái kia diệt thế thiên lôi trận, như tại Bắc Đế thành nội bố trí dạng này một cái đại trận, tại đem chiến đế Phật đế bọn người triệu tập đi qua, nhẹ nhóm có thể oanh sát. Chỉ cần những cường giả này chết rồi, dùng Bắc Đế cùng hình ma chiến lược muốn nhất thống thiên hạ quá đơn giản. Thực sự không được, cũng có thể đem mọi người dẫn vào cái này bí cảnh bên trong từng cái đánh giết, hại chết nhiều người như vậy, cái này không có thương thiên hòa. Ta tới chống đỡ lại cái kia dã nhân vương, các ngươi liên thủ đối phó hình ma, chú ý của hắn linh hồn công kích, lão ma linh hồn phi thường khủng bố, giang giật, như tình huống không đúng lập tức phá vây. Phật đế nhàn nhạt mở miệng nói, giang giật không nghĩ nhiều nữa, trong tay hỏa long kiếm chậm rãi sáng lên bắt đầu xúc thế, những người còn lại cũng nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Phật hoàng bọn hắn đều giải trừ nguyên lực phong ấn, chiến ý mãnh liệt. Phật đế ánh mắt nhìn về phía tòa thành phía trên hình ma, hỏi một vấn đề cuối cùng, lão ma, ta rất hiếu kỳ, dùng trí tuệ của ngươi hẳn là vải không được lợi hại như vậy cục, võ thương càng thêm không được. Lần này cục đến cùng là ai bố trí đem chúng ta những lão gia hỏa này đều đùa nghịch xoay quanh a à. Ha ha ha, hình ma ánh mắt lộ ra một tia tự hào ý cười, rất đắc ý nói ra, đó là của ta tiểu nữ nhi hình mộng huyền hòa thượng, người không phải tự xưng là thông minh tuyệt thế sao ha ha ha. Oanh, Phật đế nguyên lực một thịnh, một cỗ vô hình khí thế tuôn trào ra, tiếp lấy toàn bộ tòa thành ầm vang sụp đổ, Phật đế thân thể cũng nổ bắn ra mà ra, quát khẽ nói, giết, giết. Thánh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số mãnh sĩ cùng đại tù trưởng động, hướng mọi người nổ bắn ra mà đến, Vô cương ba huynh muội ngược lại là không nhúc nhích, ngược lại chậm rãi lui lại, các nàng không ngốc xông đi lên tuyệt đối sẽ trở thành giang giật đám người đối tượng công kích. Phanh phanh phanh, Phật đế mặc áo gai, khóe miệng mang theo một tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thân hình như điện, thế không thể đỡ, giang giật hôm nay xem như triệt để kiến thức ác ma mỉm cười cường đại, cái này thần thông tại Phật đế trên thân phóng thích mà ra, phía trước giã nhân bất luận là mãnh sĩ vẫn là đại tù trưởng nhao nhao chúng chiêu, hắn tay trái tay phải tùy ý vung vẩy, tùy ý vỗ những cái kia đại tù trưởng cùng mãnh sĩ từng mảnh từng mảnh bay ra ngoài, ầm vang nện vào bốn phía tòa thành bên trong, chợt không tưởng nổi. Cửu tinh cường giả quả nhiên hung tàn, giang giật theo ở phía sau thấy âm thầm kinh hãi, doãn đế hiên đế giả dạ hậu cũng rất mạnh, đi theo tại Phật đế hai bên, như một cái mũi tên hướng phía trước đại quân xen kẽ, tất cả mọi người không có cổ khí, thả ra đạo văn, thế không thể đỡ. Doãn Đế đánh ra là ánh sáng minh đạo văn, mỗi lần tùy ý đánh ra một đạo quang trụ đều có thể đem một đám mãnh sĩ đập bay. rất nhiều mãnh sĩ còn nhẹ tùng bị trọng thương, tay chân bị nện đoạn. Hiên Đế thả ra lại là không gian đạo văn, hắn cái này không gian đạo văn rất thần kỳ. nơi này không gian phi thường vững chắc, hắn đánh ra một trường về sau, trường ấn sau một khắc ra một cái đại tù trưởng trước người, một trường đem cái kia đại tù trưởng đánh bay. mặc dù không có trọng thương nhưng có thể tại như thế vững chắc trong không gian phóng thích không gian đạo văn cũng coi là phi thường khó được giả hậu thả ra lại là hắc ám đạo văn cùng phượng loan có chút cùng loại toàn bộ phụ cận phương viên chăm dặm đều trở nên đen kịt một màu để những cái kia bọn dã nhân kinh hãi nhưng giang giật bọn người lại có thể thấy rõ ràng địch nhân giết phật hoàng doãn hoàng bọn người đi theo băng băng mà tới riêng phần mình thả ra công kích nhưng ở mọi người một phóng thích lúc công kích toàn bộ người đột nhiên ẩm vang ngã xuống đất sắc mặt tái xanh đầy mắt thống khổ, Phật Hoàng kinh hô lên, không tốt, chúng ta bị hạ độc. Ha 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 ha, Vũ Cương trốn ở một đám dã nhân về sau cười ha hả khoái ý nói, giang giật, người cho rằng ta lại có ngu như vậy sao vô ích đem người giao cho các ngươi. Độc này, khó giải, ừ, giang giật ngay tại xúc thế liền muốn phóng thích đồ thần chảm, ánh mắt của hắn hướng về sau mặt quét qua, nhìn thấy một đám dã nhân bọc đánh tới, vội vàng bắn ngược mà quay về hắn tiện tay thả ra mấy vạn tiểu hỏa long ngăn cản dã nhân tới gần, sau đó lấy ra huyền thần cung trong nháy mắt đem Phật Hoàng bọn người truyền tống đi vào. Hừ, ánh mắt của hắn cách ngàn trượng khóa chặt Vũ Cương, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Vào thời khắc này, Vũ Cương bên người Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi đều độc, đồng thời lấy ra binh khí đột nhiên hướng Vũ Cương đâm tới, trong đôi mắt đều là thống khổ cùng băng lãnh. A, à, Vũ Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, bóng chốc bị hai cái muội muội công kích làm sao có thể kịp phản ứng hai người chiến lược cũng không hắn yếu thân thể một cái bị đâm tiến vào hai thanh nhuyễn kiếm hắn xuyên thấu qua mở tối tia sáng đầy mắt không dám tin nhìn qua hai người nhìn thấy hai người trong mắt thống khổ cùng băng lãnh hắn đưa tay hướng nơi xa màn đêm đen kịt bên trong chỉ đi cuồng phún một ngụm máu tươi hét lớn giang giật người cái này cầu tặc người thế mà lưu lại một tay người chết không yên lành vũ tước nhi cùng vũ tâm nhi mặc dù nội tâm hết sức thống khổ nhưng Mị Như truyền tới mệnh lệnh hai người không dám phản kháng, đây chính là hồn Nobi ai. Vừa rồi Giang giật hoàn toàn chính xác để Mỹ như lưu lại một tay, cũng không có khôi phục hai người tự do, chỉ là đem độc tố giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, còn để cho hai người diễn một màn kịch thôi. Suy suy, hai người nguyễn kiếm múa lần nữa hung hăng đâm Vũ Cương mấy kiếm, Vũ Cương mở to mắt to, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hưu, hai tỉ muội như dao long vọt vào dã nhân trong đám, bắt đầu đồ sát cùng đảo loạn thế cục đồng thời giang giật để Mỹ như khống chế long trạch long nhược còn có bất tử bộ lạc thiếu tù trưởng bọn người nhao nhao tránh thoát trói buộc bắt đầu điên cuồng phản sát cái kia thủ hộ tòa lâu đài này đại tù trưởng long chiến cũng xông vào dã nhân trong quân đoàn loạn giết giả hậu thả ra hắc ám đạo văn bốn phía đen kịt một màu tầm nhìn chỉ có một trường không đến vũ tâm nhi bọn người vừa khai chiến bốn phía triệt để đại loạn ai cũng không biết chuyện gì xảy ra cảm giác khắp nơi đều là bắn lén ám tiễn tứ phía đều là địch nhân bên kia phật đế cùng doãn đế hiên đế bọn người chia làm hai cỗ phân biệt hướng tòa thành phía trên bắn tới phật đế một người đối mặt thánh hoàng hiên đế doãn đế dạ hậu liên thủ vây quanh thánh tế ti bảy tám cái bán thần thì cản lại một đám đại tù trưởng giết giang giật cũng xông tới hắn cũng không có đi giúp phật đế mà là lựa chọn liên thủ công kích hình ma hắn phi thường tin tưởng hôm nay mọi người có thể hay không sống sót liền muốn xem có thể hay không giết chết hình ma bởi vì cái này thánh hoàng rất có thể là bị hình ma khống chế chương 1241, Dư Ôn, ở chỗ này tiểu liền Phật Đế cũng không thể phi hành, trọng lực quá kinh khủng. Bất quá Phật Đế tốc độ ngược lại là còn có thể, như một cái như cự thú nhảy tới nhảy lui, hắn giờ phút này cũng không có phóng thích cái gì đạo văn, mà là phía sau hiển hiện từng đạo kim quang dị tượng, để hắn nhìn giống như một đám Phật đà. Trong tay hắn nguyên lực ngưng tụ ra từng cái thực thể Phật Châu, không ngừng hướng Thánh Hoàng đánh tới, mỗi một khỏa đều khí thế hùng hổ gây nên hư không chấn động, uy lực mười phần thân thể cao tới một trượng thánh hoàng, một đầu màu xám trắng tóc dài cuồng vũ, hắn như dao ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà băng lãnh, đối mặt khủng bố như thế Phật Châu công kích hắn không chút hoang mang, thân thể như một cái linh hầu thẳng từ trên xuống dưới nhảy vọt, không ngừng đuổi theo Phật Đế. Tốc độ của hắn rõ ràng so Phật Đế nhanh lên mấy phần, vẹn vẹn trong chốc lát liền dựa vào tới gần Phật Đế. Dầm dầm dầm, Phật Đế đánh ra Phật Châu toàn bộ bị Thánh Hoàng né tránh, những cái kia Phật Hoàng đập chúng bốn phía mặt đất cùng tòa thành, đã dẫn phát nổ lớn, mặt đất bàn đá xanh từng mảnh từng mảnh bị tạc đến vỡ nát, có mấy cái tòa thành cũng ầm vang sụp đổ, bốn phía còn có không ít dã nhân bị tươi sống đập chết. Uống, Thánh Hoàng tới gần Phật Đế, một cái thiết quyền bên trên nổi lên hào quang màu vàng óng đột nhiên hướng Phật Đế ngực đập tới, tại hắn vung vẩy cánh tay lúc, toàn thân hắn rõ ràng có từng đạo kim quang hướng nắm đấm hội tụ mà đi, trước nắm đấm mới không gian từng mảnh vỡ ra, một đạo chói tai tiếng rít vang lên, để phía dưới một chút dã nhân chấn động đến mảng nhĩ nhói nhói ôm đầu lăn lộn. Tới tốt lắm, Phật đế chắp tay trước ngực, từng cái Phật châu trong tay hắn ngưng tụ, hắn liên miên không dứt hướng Thánh Hoàng đánh tới, Thánh Hoàng lại nửa điểm không lùi, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đột nhiên đập tới. Phanh phanh phanh, những cái kia nguyên lực ngưng tụ Phật châu cùng Thánh Hoàng nắm đấm chạm vào nhau, lại sống sờ sờ bị Thánh Hoàng cho đánh tan, bốn phía không gian vỡ ra khe hở càng nhiều. Nơi này không gian như thế ổn định có thể xé rách ra nhiều như vậy khe hở, có thể thấy được lực công kích này chi hung tàn, Chá, Phật đế đánh ra 12 mai Phật châu đều bị thánh hoàng sống sờ sờ đánh sơ xác Phật đế cuối cùng chỉ có thể đồng dạng vung vẩy nắm đấm hung hăng đập tới, một đạo để vô số người linh hồn run lên tiếng vang trầm trầm lên, một mảnh ánh sáng trói mắt lấp lánh, thánh hoàng cùng Phật đế hai người đều bay rớt ra ngoài, phân biệt trùng điệp đâm vào một tòa thành lâu đài bên trong. Phốc, hai người theo bị nện ra một cái lỗ thủng tòa thành bên trong bắn ra, đồng thời phun ra một ngụm máu, tiếp lấy hai người lại hóa thành mũi tên hướng đối phương phóng đi, lần lượt cứng đối cứng, lần lượt vận dụng lực lượng mạnh nhất công kích. Dầm dầm dầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phật đế cùng Thánh Hoàng vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự đối công vài chục lần, hai người cũng bị bắn ngược ra ngoài vài chục lần, mỗi lần đều sẽ lập tức bắn ra, lần nữa hướng đối phương phóng đi. Dã nhân này vương phòng ngự quá mạnh, sức hồi phục cũng quá cường đại, Phật đế nguy hiểm. Giang giật phụng trộm nhìn lướt qua bên kia tình hình chiến đấu nội tâm chìm xuống dưới, cái này Thánh Hoàng thân thể đã đã cường đại đến dọa người tình trạng, coi như người đem hắn đã thương nặng, đoán chừng không muốn mấy chục hơi thở thời gian liền có thể tự động khôi phục. Trái lại Phật đế lực công kích cùng tốc độ đều bị áp chế, này lên kia xuống, tiếp tục kéo dài không cần thời gian một nén nhang Phật đế khẳng định sẽ bị tươi sống đập chết. Suy suy, bên này chiến đấu cũng rất khốc liệt, cái này hình ma thân thể cũng phi thường cường đại, tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người công kích đều không có cách nào khóa chặt hắn. Giang giật mấy lần nghĩ phóng thích đồ thần chảm, nhưng đối phương đều sớm đào tẩu để giang giật căn bản là không có cách khóa chặt. Mà lại cái này hình ma phi thường thông minh, mỗi lần đều mượn nhờ hiên đế doãn đế dạ hậu ba người tránh né, giống như giang giật phóng thích đồ thần chảm, sẽ đánh chúng ba người. Đồ thần chảm có thể mượn nhờ thiên địa chi thế trấn áp địch nhân, để cho địch nhân không cách nào hành động, năm đó tả đế cứ như vậy bị giết. Vấn đề là, đồ thần chảm phóng thích cần xúc thế, ở chỗ này giang giật tốc độ bị nghiêm trọng áp chế, hình ma tốc độ quá nhanh quá nhanh, hắn tuyệt đối là cửu tinh cường giả, sau khi đi vào lợi dụng nơi này thánh thú cốt tướng thân thể tăng lên rất nhiều hình ma kinh khủng địa phương không ở nơi này người này quả nhiên là tu luyện linh hồn trí cường giả cái kia ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa tinh thần đại hải một cái mênh mông thế giới có thể không tự chủ được thu hút ánh mắt người ta một khi ánh mắt bị hắn hấp dẫn sẽ có ngắn ngủi thất thần như thế cấp bậc cường giả chiến đấu ngắn ngủi thất thần hội mang đến hậu quả gì ầm um, giả dạ hậu giờ phút này liền là ví dụ tốt nhất nàng bị một đạo hắc quang đập ầm ầm bên trong thân thể như giống như diều đứt dây hướng nơi xa đập xuống giả dạ hậu thả ra hắc ám đạo văn cũng sụp đổ bốn phía khôi phục quang minh a à, đúng lúc này hiền đế doãn đế giả dạ hậu bọn người đột nhiên phát hiện bốn phía không khí có chút không đúng không chung có hắc vụ nhàn nhạt cái này hắc vụ là hình ma thả ra không có bất kỳ cái gì mùi mới vừa rồi bị giả dạ hậu hắc ám đạo văn che giấu đến mức tất cả mọi người không có phát hiện không tốt cái này xương mù có độc hiên đế quát khẽ doãn đế cùng bảy tám tên bán thần toàn bộ sắc mặt đại biến bọn hắn cũng phát hiện vấn đề những cái kia hắc vụ vừa rồi mọi người lơ đáng đều hút vào rất nhiều giờ phút này mới phát hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu đen tiềm phục tại thân thể bọn họ bên trong ha 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 hình ma ngửa mặt lên trời cười ha hả đứng ngạo nghễ tại một tòa thành lâu đài bên trên cười nói đây không phải hắc vụ chuẩn xác mà nói cái này gọi phù độc chư vị trò chơi kết thúc ây giang giật có chút kinh nghi bất định nhìn qua mọi người hắn cũng không có cảm thấy có nửa điểm dị dạng. Không bằng hắn rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì hắn huyền thần khải có chút nổi lên quang mang, ngăn trở hắc vụ nhích lại gần mình thân thể, sở dĩ hắn mới không có bất kỳ cảm giác gì. Phốc, 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 gần như đồng thời, doãn đế hiên đế cùng bảy tám tên bán thần toàn bộ thổ huyết đập xuống xuống dưới, sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết, tựa như gặp trọng kích. Toàn thân cơ bắp còn tại không ngừng run dày, thế cục nghịch chuyển nhanh chóng, để giam giật không thể nào tiếp thu được ha ha ha, toàn bộ các người tự sát đi, đợi chút nữa muốn lưu lại toàn thây sẽ rất khó. Hình ma cười lạnh nhìn qua ba vị cửu đế gia tộc người cầm lái, hắn không có tại công kích, doãn đế hiên đế bọn người bên trong phù độc, đối với hắn mà nói muốn bóp chết mọi người dễ như trở bàn tay, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. ầm ầm, bên kia Phật đế lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài, thánh hoàng chợt không tưởng nổi, thân thể khôi phục quá nhanh, căn bản không có khả năng chiến thắng. Kết thúc rồi à, Giang giật giờ khác này đều quên công kích, coi như hắn liều mạng công kích, dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì, hắn khóa chặt không được hình ma, cũng căn bản không cách nào tới gần hắn, chờ Phật đế hiên đế bọn người chết một lần, tự đến phiên hắn. Giang giật, đi mau, hiên đế đột nhiên quát lớn, hai tay của hắn kết cổ quái ấn pháp, thân thể khí thế đột nhiên không ngừng trở nên cường đại, hắn lúc đầu chỉ có bát tinh chiến lược giờ khác này lại đạt đến cửu tinh. Mà lại, cửu tinh còn không phải điểm cuối cùng, khí thế của hắn còn tại kéo lên ánh mắt của hắn quét về phía vẫn không có động giang giật nổi giận hét lớn đi mau nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt giang giật nhớ kỹ nếu ngươi có thể sống sót có thể phi thăng đi thánh linh giới tìm kiếm mẫu thân ngươi cái này hình ma cùng thánh hoàng còn có doãn đế dạ hậu bọn người toàn bộ bị hiên đế dâng lên khí thế hù dọa chỉ có phật đế trên mặt không có một tia ngoài ý muốn ngược lại nở nụ cười khổ quát khẽ nói giang giật đi đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới thần thông, hiên đế, người đến cùng là ai? Hình ma ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hét lớn, lập tức hắn bên ngoài cơ thể hắc bào nổ tung, chỉ còn lại một đầu da thú quần đùi, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, thân cao nhanh chóng biến thành cao một trượng, từng khối mang theo lực lượng kinh khủng cơ bắp nâng lên, hắn lại biến thành cùng thánh hoàng đồng dạng cự đại dã người, hắn nhìn qua điên cuồng nổ bắn ra mà đến hiên đế phẫn nộ quát tới đi, hiên đế, ngươi giết không được ta, ngươi sẽ chết. Oanh, Giang giật trong đầu lóe sáng một đạo kinh lôi, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết dư ôn là ai. chương 1242, sau cùng điên cuồng. Có thể biết Giang giật mẫu thân ở phương nào, chỉ có dư ôn, Phật đế cũng nói người này hắn gặp qua. Tại huyền thần Sơn Giang giật hoàn toàn chính xác gặp qua hiên đế, hơn nữa lúc ấy hiên đế rất kỳ quái, cũng không có công kích huyền thần cung, cũng không có cùng hắn là địch, lạnh lùng đứng thẳng như một cái quần chúng. Tăng thêm giờ phút này hình ma nói hiên đế thần thông không phải thiên tinh giới, vậy chỉ có thể là y phiêu phiêu truyền cho hiên đế. Dư ôn là cái dùng tên giả, sang giật nhìn qua hai lần dư ôn dáng vẻ, rõ ràng cùng hiên đế không giống, nói rõ hắn lúc ấy dịch dung. Không bằng hắn nghĩ lại, lập tức liền hiểu rất nhiều chuyện đi qua. Y phiêu phiêu theo thượng giới mà đến, tao ngộ hiên đế, thông qua một thân bảo vật cùng kỳ dị thần thông trấn áp hiên đế, để hắn trở thành chính mình tùy tùng. Hiên đế là cửu đế một trong, cho một thiếu nữ làm tùy tùng kia là rất mất mặt sự tình, sở dĩ hắn dịch dung cũng lấy một cái tên giả chữ. Đương nhiên đây đều là giang giật suy đoán, tình huống cụ thể chỉ sợ chỉ có hiên đế mới biết được. Bên này giang giật ngay tại trần chờ đến cùng là trả lại là vào, bên kia hiên đế đã cùng hình ma đối mặt. Hai người lần này rõ ràng đều là vật lộn hai cái nắm đấm đã dẫn phát chói tai tiếng rít bốn phía không gian cũng khoảng cách chấn động, nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bất quá tại một khắc cuối cùng, hình ma trong mắt đột nhiên lấp lánh ra hai đạo hắc quang, hai đạo hắc khí bắn nhanh mà đến, chui vào hiên đế trong ánh mắt. Oanh, một đạo chấn thiên nổ vang, dùng hai người nắm đấm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, sóng chấn động những nơi đi qua, từng bầy dã nhân bị tung bay ra ngoài, tự liền đại tù trưởng cũng không ngoại lệ, vài chục tòa và tòa thành ẩm vang sụp đổ, bụi đất đầy trời. Hiên đế cùng hình ma hai người nắm đấm đồng thời bạo liệt, hướng cánh tay lan tràn mà đi, huyết nhục từng mảnh bay tứ tung, xương cốt liên tiếp vỡ vụn nổ bay, trong nháy mắt đó hình tượng tựa như động lại, chấn động lòng người. Hai người rất nhanh như phá bao tải bay ngược mà đi, hiên đế khí tức trên thân dần dần rút đi, ở giữa không trung cuồng phún một ngụm máu tươi trực tiếp ngất đi. Hình ma một cái tay nổ thành thịt nát, biến thành cụt một tay đại hiệp, lại khoái ý cười ha hả, ha, ha ha ha, hiên đế, nếu ngươi là cửu tinh, hôm nay bản tọa tụ hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc a. À. Hiu, Giang giật lúc này động, hắn cũng không có đào tẩu, coi như trốn có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắn vừa rồi đáp ứng Phật đế cùng doãn đế có cơ hội liền chạy đi, nhưng là giờ khác này hắn cải biến chủ ý. Hình ma bị phế sạch một cái tay, nguyên khí tổn hao nhiều, giờ phút này là thời cơ tốt nhất, hắn muốn vì tất cả mọi người liều một trận. Hắn thân thể như hắc báo luồn lên, một cái tay đánh ra vô tận cương phong, tại thân thể ngoại hình thành một cái cương phong thần thuẫn, đồng thời ngưng tụ người chuôi cương phong chi nhận, đột nhiên hướng phía trước mới vừa từ tòa thành phế tích ra hình ma xoắn đi đồng thời hắn nhanh chóng phóng thích băng phong thiên lý từng đạo hàn lưu theo trong thân thể của hắn tuôn ra đem phương viên trăm dặm người toàn bộ đông kết bất quá cương phong chi nhận tốc độ cũng nhận hạn chế căn bản là không có cách đánh chúng hình ma băng phong thiên lý uy lực tương đối tại hình ma tới nói yếu phát nổ chỉ là trong nháy mắt trên người đóng băng tựu giải trừ giang giật cần liền là trong chấp nhoáng ngày thời gian hắn điên cuồng múa hỏa long kiếm thả ra đồ thần chảm suy suy ba đầu to lớn hỏa long ngưng tụ mà ra lao nhanh mà đi hình ma thủ thương lực phản ứng chậm một nhịp, lần này rốt cuộc bị giang giật khóa chặt. Thiên địa chi áp chân áp tới, đem muốn chạy trốn tránh né hình ma chân áp, tốc độ của hắn trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu hỏa long vào tới. Hừ, giang giật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tọa, hình ma trong tay giới chỉ quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cái nho nhỏ hắc kim thuẫn bài xuất hiện, cái này tấm chắn lớn lên theo gió biến thành đường kính ba trượng cự thuẫn, ngăn ở hắn trước người. Cái này hắc kim thuẫn bài phía trên lưu quang lấp lánh, phù văn du tẩu, khí tức dọa người, lại cùng huyền thần khải giống nhau như đúc khí tức. Lại là thần khí thiên minh tông đến cùng lai lịch gì hình mộng huyền có thần khí, hình ma cũng có thần khí nhà hắn thần khí cùng cải trắng đậu hũ đồng dạng tiện nghi sao. Giang giật vừa mới giấy lên một tia hy vọng, lập tức tan vỡ. Hình ma mới vừa rồi là muốn phế đi hiên đế, sở dĩ không có phóng thích cái này thần khí tấm chắn, mà lại hiên đế vừa rồi tốc độ quá nhanh, tấm chắn không phải chiến giáp căn bản là không có cách toàn thân phòng ngự trái lại Giang giật tốc độ quá chậm, thần khí tấm chắn nhẹ nhõm có thể ngăn cản đồ thần trảm công kích. Liêu Mạng, Giang giật chuẩn bị phóng thích sau cùng tuyệt chiêu, cái kia chính là công kích linh hồn, một khi công kích này không có hiệu quả, hắn đem vạn kiếp bất phục. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, thân thể hướng phía trước chạy như điên. Rầm rầm rầm, ba đầu hỏa long đập vào thần khí trên tấm chắn, kia tấm chắn chỉ là khẽ run lên, phát ra ba đạo trầm muộn thanh âm, đều không có gây nên động tính quá lớn, lực phòng ngự dị thường kinh khủng. Ông, Giang giật trong tay huyền thần cung sáng lên, một cái xinh đẹp mà bá khi thiếu nữ xuất hiện, Giang giật bạo hống tiểu nô, công kích. Hắn muốn công kích linh hồn, kia nhất định phải tới gần hình ma, tốc độ của hắn chậm như vậy căn bản là không có cách tới gần. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem Giang tiểu nô phóng xuất ra. Hắn mà chết, Giang tiểu nô mấy người cũng sống không được, hắn chỉ có thể mạo hiểm một kích. Hưu, Giang tiểu nô sớm tại huyền thần cung bên trong tổ tiếp vào Giang giật truyền âm đã biến thân, giờ phút này tốc độ đạt đến cực hạn, thoáng cái vòng qua thần thuẫn, một đôi hiện ra lục quang móng vuốt hung hăng hướng hình ma chộp tới, như cho nàng đánh chúng, đoán chừng coi như hình ma phòng ngự cũng rất khó ngăn trở. Hừ, hình ma cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt của hắn hai đạo hắc quang bắn ra, chui vào giang tiểu nô trong đầu. Nhưng giang tiểu nô hoàn toàn đối công kích linh hồn miễn dịch, vẫn như cũng dùng tốc độ khủng khiếp hướng hình ma ngực chộp tới. Quả nhiên là thượng giới chủng tộc, bất quá, người chút thực lực ấy còn giết không được ta hình ma quát khẽ một tiếng còn lại cái tay kia mực hắc sắc nguyên lực cuồn cuộn mà ra sau đó lại không ngừng ngưng tụ áp xúc như một cái màu đen hỏa cầu ở lòng bàn tay xoay tròn nhảy vọt giang tiểu nô hoàn toàn không để ý tới cái kia màu đen viên cầu lợi chảo hung hăng hướng hình ma ngực chộp tới hình ma thì khống chế cái kia hắc cầu trùng điệp nện ở giang tiểu nô ngực suy suy hình ma ngực bị xé nứt xương cốt cũng bị bắt được đoạn ba cái nhưng giang tiểu nô đã không có cách nào công kích cái kia màu đen viên cầu đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại đưa nàng thân thể nổ bay ra ngoài nàng toàn thân đều là huyết phía sau vũ rực lông vũ đều bị tạc bay rất nhiều cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tiên huyết không cần tiền tuôn ra tiểu nô giang giật đau lòng giống giận nhưng hắn cũng không có đi làm chuyện điên rồ không có đi quản giang tiểu nô mà là bằng nhanh nhất tốc độ vòng qua thần thuẫn tới gần hình ma hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng giống như giờ phút này còn không thể tới gần hình ma phóng thích công kích linh hồn như vậy tất cả mọi người đem hoàn toàn chết đi. Xuống nha đầu, ta giết ngươi." Hình ma ngực một mảnh máu thịt be bét, hắn không nghĩ tới Giang Tiểu Nô móng vuốt càng như thế sắc bén, hắn chính nổi giận muốn đuổi theo giết Giang Tiểu Nô, lại nhìn thấy Giang giật cấp tốc bắn tới, trong tay Hỏa Long kiếm tỏa ra ánh sáng hung hăng hướng hắn đánh xuống. "Hừ, thần khí này cho người thật là lãng phí." Hình ma không có vẻ kinh hoàng, Giang giật cảnh giới quá thấp, nếu như không có hai kiện thần khí, hắn tiện tay có thể dùng đánh giết. Giờ phút này hắn ngạo nghễ không sợ, một tay hướng hỏa long kiếm chụp tới, chuẩn bị tay không đoạt giao sắc. Liền là giờ phút này, Giang giật đôi mắt sáng như tinh thần, hắn mi tâm một đạo hắc quang bắn ra, mị như dùng tốc độ khủng khiếp suốt vào hình ma linh hồn trong thức hải. Bất quá hình ma nao nao sau lại đùa cợt nở nụ cười, công kích linh hồn tại thiên tinh giới thế mà còn có người dám đối với bản tọa phóng thích công kích linh hồn buồn cười. Có đúng không? Giang giật khóe miệng phun ra hai chữ, mi tâm lần nữa quang mang lóe lên, một cái tiểu hỏa long kiếm bắn nhanh mà ra, theo sát mị như suốt vào hình ma mi tâm, hắn vận dụng chính mình chủ linh hồn. Linh hồn là người căn bản, giang giật dùng chính mình chủ linh hồn đi công kích, địch nhân hay là một tên tu luyện linh hồn trí cường giả. Hắn đây là tại nhảy múa trên lưỡi đao, hoặc là xuyên qua núi đao, hoặc là... Hồn phi phách tán, chương 1243, đánh sai lệch. a, à, tại tiểu hỏa long đi vào hình ma linh hồn thức hải trong nháy mắt, hình ma thân thể rõ ràng run lên thiếp tay của hắn hướng hỏa long kiếm chộp tới cũng đứng tại giữa không trung. Giờ khắc này giang giật cùng hình ma đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu một trận khác hung tàn chiến đấu. Oanh, một bên khác vang lên một đạo tiếng nổ, trong khoảng thời gian này Phật đế bị công kích mấy trăm lần, một cái tay đã đã nứt ra, thân thể cũng bị đập mấy chục quyền, rất nhiều chỗ xương cốt đều đứt gãy. Lần này bị nện tiến vào tòa thành bên trong cũng rốt cuộc không có lao ra ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thánh Hoàng ngừng công kích Phật Đế, ánh mắt bốn phía quét qua khóa chặt giang giật cùng hình ma bên này hắn nhìn thấy giang giật hình ma đồng thời từ giữa không trung rơi xuống phía dưới mà lại hai người con mắt đều là nhắm lại tựa hồ giờ khắc này đều choáng váng hừ trong mắt của hắn lộ ra một vòng sát ý như dao đôi mắt khóa chặt giang giật voi thô to hai chân trên mặt đất trầm xuống mặt đất bàn đá xanh tầng tầng vỡ ra thân thể của hắn như như đạn pháo bắn nhanh mà lên nắm đấm đối giang giật hung hăng đập tới ngăn lại hắn xa xa phế tích bên trong truyền đến Phật đế hư nhược thanh âm, lúc đầu bên trong phù độc linh hồn bị trọng thương doãn đế, còn có linh hồn thân thể đều bị trọng thương giả hậu chỉ có thể cắn răng bay vụt mà lên. Bên này thế cục các nàng đều đang chăm chú, tận mắt thấy mị như cùng tiểu hỏa long kiếm suốt vào hình ma linh hồn bên trong. Mặc dù hai người không cho rằng giang giật công kích linh hồn có thể lên hiệu quả gì, nhưng Phật đế đã nói muốn các nàng ngăn lại, các nàng chỉ có liều mạng giúp giang giật tranh thủ một chút xíu thời gian giang giật căn bản không biết kinh khủng thánh hoàng đã hướng hắn vào tới doãn đế cùng giả dạ hậu đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai ba hơi thời gian một khi thánh hoàng tới gần hắn tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh bay tươi sống chấn thương đánh chết mà linh hồn của hắn vẫn còn tại hình ma linh hồn trong thức hải đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào chỉ có lão thiên biết rõ đương nhiên coi như hắn biết rõ hắn cũng sẽ không quản hắn căn bản không có cách nào quản cái này hình ma linh hồn tốt cường đại hắn chủ linh hồn tiến vào hình ma linh hồn trong thức hải cảm ứng một phen linh hồn thật sâu chấn động linh hồn trong thức hải lơ lửng một cái cự đại hình thoi tinh thể cái này tinh thể cho giang giật cảm giác có được vô tận linh hồn chi lực linh hồn cường độ đoán chừng so với hắn cường đại gấp trăm lần thậm chí nghìn lần hình ma mạnh như thế người tự nhiên có linh hồn phòng ngự trí bảo giang giật cùng Mỹ như vừa tiến đến lập tức phát hiện một kiện trí bảo hai người linh hồn bên trong đều hiện lên thật sâu nghi hoặc bọn hắn thật có thể công phá bảo vật này phòng ngự công kích hình ma chủ linh hồn sao? Suy suy, hình ma chủ linh hồn bên ngoài giờ phút này có một quang cháo, đây là một cái màu hoàng kim tiểu ấn phát ra tới, cùng vũ tước nhi khác biệt chính là, cái này tiểu ấn bên trong thỉnh thoảng có lôi hồ lấp lánh tụ hợp vào màn hào quang bên trong. Sở dĩ quang mang này cho mị như cùng giang giật cảm giác dị thường hung hiểm, coi như lại cường đại công kích linh hồn, đụng một cái sờ màn hào quang đều sẽ bị phía trên lôi hồ đánh chúng vỡ nát. Liêu mạng, đã đến bước này, giang giật đã không có đường lui, hắn hướng mị như truyền đi một cái ý niệm mị như lập tức bắn ra hắc vụ hướng hình ma chủ linh hồn tuôn ra giang giật muốn thử xem cái này màn hào quang uy lực suy suy uy lực rất khủng bố hắc vụ khẽ dựa gần quang mang phía trên lôi hồ lập tức lấp lánh không ngớt phàm đến gần hắc vụ lập tức bị xoắn đến vỡ nát căn bản là không có cách tới gần chớ nói chi là thấm vào giết mị như không đáng tin cậy giang giật chỉ có khống chế tiểu hỏa long kiếm điên cuồng hướng màn hào quang đánh tới giống như không phá hết màn hào quang hắn chỉ có một con đường chết. Oanh, suy suy, tiểu hỏa long kiếm đột nhiên đụng vào màn hào quang phía trên, màn hào quang khẽ run lên lại không có vỡ ra, từng đạo kinh khủng lôi hồ phóng tới, trong nháy mắt chui vào tiểu hỏa long kiếm bên trong, để giang giật toàn bộ linh hồn đều tựa như như tê liệt đau đớn. Bất quá tại thời khắc này, tiểu hỏa long kiếm bên trên ba đầu long văn nhanh chóng du tẩu, chủ linh hồn có chút sáng lên, để giang giật linh hồn bên trong thống khổ từ từ yếu bớt. Giang giật giờ khắc này triệt để điên dại, hắn ép buộc chính mình cái gì cũng không cần quản, chỉ là khống chế tiểu hỏa long kiếm lần lượt hướng màn hào quang đánh tới, chỉ cần màn hào quang bên trong lôi điện không đem hắn chủ linh hồn đánh chúng sụp đổ, hắn tự tuyệt đối không đình chỉ công kích. Hai lần, mười lần, năm mươi lần, điện thạch hỏa hoa ở giữa, giang giật khoảng chừng một hơi thời gian bên trong tựu va chạm năm mươi lần, hắn chủ linh hồn cũng bị lôi điện đánh chúng vào năm mươi lần, nếu không phải ba đầu long văn du tẩu giảm bớt giang giật linh hồn bên trong thống khổ, đoán chừng giờ phút này hắn đã đau đến điên mất rồi. Lồng ánh sáng bên trên, rốt cuộc xuất hiện mấy đầu nhỏ bé khe hở. Tiểu hỏa long kiếm bên trên nhưng không có một tia khe hở, kiên cố đến đáng sợ, giang giật cùng Mỹ như thấy được một tia hy vọng. Mỹ như khống chế độc vụ bắt đầu điên cuồng công kích, hai người ý đồ đánh tan cái này màn hào quang, sau đó khống chế hình ma linh hồn. Tiếp tục, giang giật nội tâm bạo hống tiểu hỏa long kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, dùng mỗi lần hơi thở thời gian mấy chục lần va chạm tần suất hung hăng màn hào quang va chạm mà đi. Không điên cuồng không sống, từ chiến đến cùng, không thắng thì vong. Oanh, giang giật bên trong hung hiểm vô cùng, tình huống bên ngoài lại càng thêm hung hiểm. Doãn đế cùng hiên hoàng phi thân lên ngăn tại nửa đường, vốn định kéo dài mấy hơi thời gian, nhưng thánh hoàng thân ảnh nhoáng một cái hai nắm đấm tả hữu khởi công, nhẹ nhõm đem hai người đập bay ra ngoài, hai người ngực toàn bộ lõm đi vào, xương sườn bị đập gãy mười mấy cây, triệt để bị đả thương nặng. thiếu ra, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, giang tiểu nô thế mà lần nữa mang thương bay đi, hóa thành thiểm điện hướng thánh hoàng phóng đi. nàng phi thường tinh tường một khi bị thánh hoàng tới gần, giang giật hậu quả khó mà lường được. sở dĩ cứ việc giờ phút này đã bị trọng thương, nhưng nàng vẫn là liều mạng hướng thánh hoàng bay đi, ý đồ chặn đường thánh hoàng. châu châu đá xe a, à, phật đế lung la lung lay theo phế tích đi ra hắn nhìn qua máu me khắp người Giang Tiểu Nô khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Giật, hy vọng kỳ tích sinh ra. Dạ hậu cùng doãn đế phất tay đem phụ cận mấy cái mãnh sĩ đánh bay, ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Giật, như Giang Giật không thể khống chế hình ma, tất cả mọi người triệt để xong đời. Oanh, giờ khắc này, hình ma linh hồn trong thức hải cái kia màn hào quang rốt cục tan vỡ, cái kia màu hoàng kim tiểu ấn trở nên ảm đạm tối tăm, phòng ngự linh hồn trí bảo mất đi hiệu lực, hình ma chủ linh hồn triệt để không bố trí mai phục, như một cái không mặc quần áo tiểu cô nương hiện ra ở giang giật cùng Mỹ như trước mặt tốt mị như hóa thành tiểu nhân đôi mắt quang mang lấp lánh nàng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích khắc vụ hướng hình ma chủ linh hồn vào tới giang giật cũng quên đi linh hồn bên trong đau đớn mừng như điên khống chế tiểu hỏa long kiếm hướng hình ma chủ công kích linh hồn mà đi phụ trợ mị như khống chế hình ma nhưng mà giang giật nội tâm vui sướng còn chưa kịp triệt để triển khai đột nhiên xảy ra dị biến Hình ma chủ linh hồn bên trong đột một phóng thích một đạo hắc khí, hắc khí kia bên trong truyền đến một cỗ hủ bại, tà ác, băng lãnh khí tức. Loại hắc khí này giang giật trước kia gặp qua, chính là thế giới dưới đất bên trong thi khí, bất qua cái này thi khí so với cái kia thi nhân thi tương trên người thi khí khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần. A, à, mị như hắc vụ hơi dính bên trên thi khí trong nháy mắt bị thôn phệ, mị như cũng phát ra một đạo thống khổ tiếng thét chói tai, tiếp lấy mị như hóa thành tên tiểu nhân kia, lại lấy tốc độ khủng khiếp hóa thành cho bụi. Trốn, Giang giật dọa đến hồn phi phách tán, bản năng khống chế tiểu hỏa long kiếm bằng nhanh nhất tốc độ bay ra hình ma linh hồn trong thức hải. Giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng, hình ma linh hồn cường đại, căn bản là không có cách đối đầu, mị như bị nghiền ép, hắn triệt để không có có cơ hội khống chế hình ma. Ầm, um, các loại trợ tiểu hỏa long kiếm trở lại linh hồn thức hải của hắn bên trong, hắn bản năng khi mở mắt ra, lại vừa hay nhìn thấy Thánh Hoàng một quyền đem Giang Tiểu Nô đập bay, thân thể hóa thành thiểm điện hướng chính mình bay tới, kia như đầu người lớn nắm đấm cấp tốc tại hắn trong đôi mắt phóng đại. Xong, hắn vô lực nhắm mắt lại, không dẫy dụa nữa. Lần này địch nhân cường đại căn bản vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cảm giác mình tựa như một con dê cừu con, làm sao trốn đều chạy không khỏi hùng sư lợi trảo. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, giang giật tựa như nghe được đầu mình bạo liệt thanh âm, không bằng hắn cũng không có cảm giác có thống khổ truyền đến, cũng không có cảm nhận được kịch liệt pha chạm. Hắn có chút mơ hồ mở to mắt, lại nhìn thấy hình ma thân thể hướng nơi xa bay đi, mà đầu của hắn giờ phút này lại bị chia năm xẻ bảy, óc cùng máu tươi bắn tung tóe. Ách, toàn trường mộng, tụ liền Phật đế doãn đế giả dạ hậu đều ngu xuẩn, bởi vì thánh hoàng một quyền này không có đập chúng giang giật đầu, mà là đem hình ma đầu cho thẻ phát nổ. Chẳng lẽ, là đánh sai lệch, chương 1244, thiếu chủ, thánh hoàng như thế cấp bậc cường giả, coi như để hắn công kích một con muỗi cũng sẽ không đánh lệch ra thánh hoàng về sau cử động cũng xác nhận hắn không có đánh lệch ra hắn thân thể đi theo hướng phía trước bắn tới thô to chân dài thật cao vung lên đột nhiên đánh xuống hung hăng đem hình ma thân thể nhập vào dưới mặt đất oanh bàn đá xanh bạo liệt hình ma trên nửa thân thể hoàn toàn bị nhập vào dưới mặt đất chỉ còn lại một đôi chân ở bên ngoài đoán chừng toàn bộ thân thể cũng không được hình triệt để bị hủy diệt toàn trường tĩnh mịch những cái kia lúc đầu hướng doãn đế dạ hậu bọn người vào tới đại tù trưởng còn có vô số dã nhân đều ngơ ngẩn mơ hồ nhìn qua thánh hoàng. Giang giật còn tại hướng phía dưới rơi xuống mà đi, Phật đế bọn người trong mắt kinh ngạc còn không có tán đi, không nghĩ ra thánh hoàng vì sao đột nhiên nổi điên công kích hình ma. Suy suy, lúc này dị biến lần nữa phát sinh, một đạo hắc khí theo thánh hoàng dưới chân tràn ngập mà lên, tiếp lấy bay vụt lên giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ ra hình ma dáng vẻ, hắn đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm thánh hoàng, giận dữ hết, long khuất, Người dám hủy đi nhục thể của ta đến Nhật Bản tòa tất suất đại quân để các ngươi tử thần đại lục chó gà không tha. Hưu, nói xong, hình ma ảnh tử lại hóa thành một đạo hắc khí hướng trên không trung vọt tới, cuối cùng nhanh chóng biến mất trên hư không. Nhục thân hủy đi, thế mà còn có thể sống. Giang giật cùng vô số dã nhân nội tâm càng thêm rung động, doãn đế cùng giả dạ hậu ngược lại là như có điều suy nghĩ. Phật đế khe khẽ thở dài lẩm bẩm nói, cái này lão ma thần phách thế mà tu luyện thành thần hồn, đáng tiếc không thể hủy đi hắn thần hồn, hắn vẫn như cũng có thể đoạt xá trùng sinh. Dầm dầm dầm, bên kia thánh hoàng lần nữa động, nhanh chân hướng giang giật đi tới. Giang giật bọn người vừa khẩn trương, mặc dù hình ma nhục thân hủy, nhưng giống như cái này thánh hoàng muốn giết giang giật vẫn là rất nhẹ nhàng. Giang giật chết một lần, Phật đế mấy người cũng không có cách nào sống. Bịch, nhưng mà, thánh hoàng khoảng cách giang giật 10 trượng khoảng cách lúc đột nhiên một gối quỳ xuống, to lớn đầu lâu thật sâu gõ dưới, quát khẽ, long khuất tham kiến thiếu chủ thiếu, chủ, giang giật cùng xa xa Phật đế liếc nhau một cái, hai người càng thêm mơ hồ, doãn đế cùng dạ hậu triệt để trong gió lộn xộn cái này thánh hoàng thế mà cho giang giật quỳ xuống, gọi thiếu chủ chẳng lẽ giang giật lão cha là thánh hoàng chủ tử. Tham kiến thiếu chủ, thánh hoàng quỳ, bộ lạc tất cả mọi người mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng từng mảnh từng mảnh quỳ xuống xuống dưới quát khẽ. Thánh hoàng tại tử thần đại lục có được trí cao quyền uy, coi như thánh hoàng làm cho tất cả mọi người đi chết, cũng sẽ không có một người trần chờ. Lộc cộc, lộc cộc, Giang giật nuốt xuống hai cái nước bọt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn tốt nửa ngày mới nói ra, kia cái gì, người có phải hay không tính sai. Thánh Hoàng ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt Giang giật bên ngoài cơ thể huyền thần khải, rất khẳng định nói ra, thiếu chủ mặc chủ nhân thần khải, như thế nào lại tính sai ân. Chúng ta đại lục đời thứ nhất Thánh Hoàng, chúng ta tôn xưng hắn là Thánh Chủ, Thánh Chủ là hơn 70 vạn năm từ bên ngoài vào đây, hắn ngoại hiệu gọi huyền đế. Huyền đế, giang giật bọn người toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Huyền đế quả nhiên tiến vào cái này bí cảnh, vẫn là cái này bí cảnh đời thứ nhất thánh hoàng. Giang giật mặc huyền đế huyền đế khải, bị thánh hoàng nhận ra, sự tình phía sau tựu rất dễ giải thích. Đương nhiên còn có một số nghi hoặc, tỷ như thánh hoàng vì sao ngay từ đầu không tìm cơ hội công kích hình ma, mà là đem Phật đế thẻ thành trọng thương. Đằng sau lại không lưu tình chút nào đem doãn đế giả dạ hậu giang tiểu nô đập bay giống như Phật đế có thể bảo trì chiến lực, toàn bộ người liên thủ đánh giết hình ma cơ hội sẽ không càng lớn sao bất kể như thế nào chí ít mọi người có thể sống sang giật nội tâm đối huyền đế cảm kích lần nữa dày đặc mấy phần vị này quả nhiên là thiên cổ nhất đế khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn a hắn không có thời gian hỏi nhiều thân thể lóe lên đem lơ lửng không chung cái kia hắc kim thuẫn bài thu hồi đây chính là thần khí a sau đó hắn đi giang tiểu nô bên người cho nàng cho ăn hai cái thuốc chữa thương đưa nàng thu vào huyền thần cung lúc này mới hướng doãn đế hiên đế giả dạ hậu bọn người đi đến, cho bọn hắn phục thuốc chữa thương, cuối cùng đi Phật đế bên kia. Thánh Hoàng cũng ra lệnh, để một đám dã nhân quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Nghị như chết rồi, nàng khống chế sở hữu hồn nô cũng đã chết, bất quá vô tâm nhi cùng vũ tước nhi hai cái đại mỹ nhân, tại vừa rồi loạn chiến bên trong đã sớm chết đi, biến thành một đống thịt nháo. Bận rộn một phen, giang giật bọn người đi theo thánh hoàng tiến vào một cái có cấm chế còn chưa bị hủy đi tòa thành bên trong, Thánh Hoàng một tay tại một cái ẩn nấp trên cơ quan đập một trường, đại điện bên trong xuất hiện một cái phòng tối, Thánh Hoàng mang theo mọi người đi vào. Huyền đế, tiến vào phòng tối, giang giật cùng Phật đế bọn người nhãn tình sáng lên. Bên trong có một tôn cùng huyền đế giống nhau như đúc pho tượng, Thánh Hoàng đối huyền đế pho tượng trùng điệp cong xuống, giang giật mấy người cũng cung kính quỳ xuống, dạ hậu cùng doãn đế mặc dù thương thế nghiêm trọng, vẫn như cũ lảo đảo quỳ xuống. Đây là nhân tộc thiên cổ nhất đế, tuyệt thế anh hùng, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn pho tượng đều sẽ quỳ xuống thiếu chủ thánh hoàng bái xong ánh mắt quay đầu giang giật trầm giọng nói ra ngươi là thánh chủ truyền nhân sở dĩ mời ngươi kế thừa thánh hoàng chi vị long khuất cùng đại lục tất cả mọi người hội nghe theo ngươi điều khiển thánh hoàng giang giật không hứng thú hắn ánh mắt nhất chuyển trầm giọng dò hỏi long khuất đã ngươi nhìn thấy của ta lần đầu tiên tự nhận ra thần khải vì sao ngay từ đầu không liên hợp đánh giết hình ma ha ha quyền khuất nở nụ cười khổ lắc đầu nói, bởi vì Cái kia lão ma đầu tại ta linh hồn bên trong hạ độc, nếu không phải thiếu chủ công kích linh hồn của hắn, đời ta đều không thể nào đem độc khu trừ, thoát khỏi khống chế của hắn. Thì ra là thế, Giang giật cùng Phật đế bọn người liếc nhau một cái chuyện để giải thích khó hiểu, hình ma quả nhiên lợi hại, liền thánh hoàng như thế cường đại võ giả đều có thể khống chế, Giang giật sau cùng điên cuồng, mặc dù không có trọng thương hình ma linh hồn, lại cơ duyên xảo hợp để thánh hoàng thoát khỏi khống chế. Chuyện trên đời, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. À. Giang giật ánh mắt nhìn về phía huyền đế, trong mắt giấy lên một tia hy vọng, trầm giọng hỏi, long khuất, huyền đế năm đó ở bí cảnh bên trong chờ đợi bao lâu hắn cuối cùng là làm sao rời đi còn có hình ma nhục thân không phải bị hủy diệt sao linh hồn của hắn vì sao có thể đào tẩu linh hồn của hắn rời khỏi nơi này sao. Quyền khuất nghĩ nghĩ trả lời, thánh chủ ở bên trong chỉ đợi thời gian một năm đi, khi đó đại lục tiên tổ đều là một chút bị yêu tộc hãm hại, bất đắc dĩ chạy nạn nhân tộc. Cái này từ thần bí cảnh hoàn cảnh rất kém cỏi, gần như không có nguyên khí, nơi này cũng không thích hợp người ở lại. Thánh chủ vốn là muốn đem nơi này nhân tộc mang đi ra ngoài, bất quá người nơi này ở bên ngoài nhận hết cực khổ cùng yêu tộc gieo họa, sở dĩ đều không muốn rời đi. Thánh chủ cuối cùng kiến tạo một cái thiên trận, giúp chúng ta tụ tập nguyên khí, nếu không đoán chừng tử thần bí cảnh nhân tộc là không có cách nào kéo dài đến nay. Thánh chủ rời đi căn cứ ghi chép giống như thánh chủ bay thẳng lên thiên không, bầu trời vỡ ra một cái khe, hắn tự biến mất không thấy. Còn, lão ma đầu, ta cũng không hiểu, hình ma linh hồn hẳn là đạt đến năm đó huyền đế trình độ. Phật đế giải đáp giang giật nghi hoặc, hắn giải thích nói, một người muốn phá toái hư không, thành tựu chân thần, kia muốn đạt tới ba điểm, một là nguyên lực tu luyện tới cực điểm, ngưng tụ thần hạch. Hai là dung hợp một cái trung cực đạo văn, cũng chính là dùng ba cái cửu tinh đạo văn dung hợp, để tam thần phách nhất định phải tiến giai thành thần hồn, Hình ma linh hồn liền đã ngưng tụ thành thần hồn, thần hồn bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn không chết, cũng có thể đoạt xá trùng sinh. Linh hồn thể là vô hình, có thể xuyên thấu thực thể cùng cấm chế, lão ma hẳn là hồi trở lại đông hoàng đại lục. A à Nha, Giang giật ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng, hỏi muốn hỏi nhất một vấn đề, Long khuất, người có thể đem chúng ta đưa ra tử thần đại lục sao? Vũ Tước Nhi nói nơi này có thiên trận, cầm giữ không gian, bất kỳ người nào đều không có cách nào rời đi giống như Thánh Hoàng cũng không có cách nào, tất cả mọi người chỉ có thể chết già ở cái này. Không thể, nơi này có thiên trận, bất kỳ người nào đều ra không được. Thánh Hoàng lắc đầu, Giang giật đám người trong lòng nặng trình trịch, nhưng Thánh Hoàng câu nói tiếp theo lại để cho Giang giật theo địa ngục đến thiên đường, bất quá. Thiếu chủ ngoại lệ, bởi vì thiên trận là Thánh chủ lưu lại, thiếu chủ còn có Thánh chủ thần khải, thiếu chủ thực lực nếu có thể lại đề cao một chút, đoán chừng đứng vững ngư không cổ đạo bên trong sao băng sát trận chương 1245, hư không cổ đạo. Sao băng sát trận, giang giật Phật đế bọn người đôi mắt sáng lên, chỉ cần còn có hy vọng vậy là tốt rồi. Giống như triệt để không cách nào ra ngoài tựu xong đời, tại Thánh Hoàng giải thích một lần về sau, mọi người rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Hơn 700.000 năm trước, cái này bí cảnh bên trong cũng không có nguyên khí, huyền đế kiến tạo một cái cự đại thiên trận theo trong hư không tụ tập nguyên khí. Thiên trận phía dưới nơi này nguyên khí trở nên dị thường nồng đậm, chỉ cần có nguyên khí nơi này sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ dần dần biến tốt, hoa cỏ cây cối cũng dễ dàng sinh trưởng, dã thú dễ dàng sinh tồn sinh sôi, bên trong nhân tộc không đến mức bởi vì đồ ăn thiếu mà dần dần chết đi, tuyệt trùng. Tại cái này thiên trận phía dưới, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm đáng sợ, đưa đến nơi này cây cối đều thành tinh, dã thú cũng biến thành phá lệ cường đại, trong biển còn dựng dục ra một loại đặc thù tiểu thạch quái thú, cùng các loại kỳ quái sinh vật. Bất quá nơi này nhân tộc thân thể cũng biến thành cường đại. Tiểu hai tử vừa ra đời tự trời sinh thần lực. Sau khi thành niên lực lượng cùng tốc độ phòng ngự càng là nhưng so sánh thiên quân võ giả, ngược lại là có thể nhẹ nhõm chân áp nơi này dã thú quái vật. Thiên trận có lợi có hại, nơi này không gian trở nên phá lệ ổn định, căn bản không ai có thể phi hành, lại không người có thể phá vỡ thiên trận đi thế giới bên ngoài. Huyền đế năm đó cân nhắc đến vấn đề này, sở dĩ lưu lại một đầu hư không cổ đạo, có thể xuyên qua thiên trận, để bên trong muốn đi ra ngoài người xuyên qua hư không cổ đạo đi Đông Hoàng Đại Lục. Nhưng cái này hư không cổ đạo rất nguy hiểm, đây là huyền đế cố ý bố trí, nếu không có nhất định thực lực là không thể đi ra ngoài, hư không cổ đạo bên trong có sao băng sát trận, coi như thánh hoàng thân thể đều gánh không được. Huyền đế ý tứ rất rõ ràng giống như thực lực không mạnh mẽ vẫn là đừng đi bên ngoài giày vò, thành thành thật thật ở bên trong ở lại đi. Bên ngoài cường giả như mây, không có thực lực đi ra cũng chỉ có một con đường chết. Thánh hoàng đều gánh không được, dạ hậu cùng doãn đế sắc mặt yên tĩnh lại, cái này thánh hoàng thân thể phòng ngự cùng thân thể chữa trị năng lực mạnh, so Phật đế mạnh hơn nhiều, hắn chịu không được giang giật làm sao có thể chịu nổi. Nghĩ lại nghĩ đến giang giật có huyền thần khải, đây chính là thần khí A, mà lại hắn mới vừa rồi còn cầm hình ma thần khí tấm chắn, huyền đế thiên trận cảm ứng được huyền thần khải có thể hay không tự động ngừng công kích mọi người lại giấy lên một tia hy vọng. Hư không cổ đạo ở đâu ta đi xem một chút, giang giật không kịp chờ đợi đứng dậy, hắn có huyền thần cung, có thể đem tất cả mọi người thu vào đi, đến lúc đó hắn một người xuyên qua hư không cổ đạo liền có thể mang theo toàn bộ người đi ra. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, giang giật để Phật đế bọn người trước chữa thương, đi theo Thánh Hoàng một đường đi ra phía ngoài, cuối cùng thế mà đi ra Thánh Hoàng thành, hướng mặt phía bắc một tòa đại sơn phóng đi. Vũ cương vũ tước nhi các nàng không biết cái này cổ đạo tồn tại. Trên đường giang giật hiếu kỳ dò hỏi, Thánh Hoàng lắc đầu nói, toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta biết rõ, ân. Lão ma đầu cũng biết, cái này lão ma đầu rất đáng hận, nếu không phải thiếu chủ chỉ sợ ta cùng đại lục con dân vĩnh viễn muốn bị hắn nô dịch mặt phía bắc tòa này đại sơn dị thường dốc đứng tiến sơn tựu tao ngộ rất nhiều dã thú mà lại đều vô cùng kinh khủng đương nhiên có thánh hoàng tại căn bản không cần giang giật động thủ cái này thánh hoàng cường đại đáng sợ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể so cửu tinh cường giả cũng không biết hắn làm sao đạt tới thực lực như thế hai người đi về phía trước nửa canh giờ đã tới đỉnh núi Thánh Hoàng chỉ về đằng trước một mảnh vách núi nói, theo cái này nhảy đi xuống liền có thể tiến vào hư không cổ điện, bất quá. Nhảy vào về phía sau tựu không về được, hoặc là bị sao băng sát trận đánh giết, hoặc là đi truyền tống đi bên ngoài. Tử thần đại lục cái này mấy chục vạn năm qua, có hơn 10 vị cường giả nhảy vào đi, nhưng cuối cùng đều không có người nào có thể trở về, cũng không biết là chết ở bên trong, vẫn là đi bên ngoài. a à, Giang giật liếc nhìn sâu không thấy đáy, mây mù vần quanh vách núi hít vào mấy cái hơi lạnh. Huyền đế sự bố trí này quá biến thái đi, hắn như nhảy đi xuống cũng chịu không được đâu đến lúc đó huyền thần cung đoán chừng cũng sẽ bị xoắn nát, tất cả mọi người bị rào sát. Huyền đế nói đạt tới thực lực gì, liền có thể thông qua cái này hư không cổ đạo. Giang giật nhìn vài lần ngẩng đầu cùng thánh hoàng vấn đạo, cái này thánh hoàng quá cao to khôi ngô, giang giật mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều muốn ngẩng đầu, ở trước mặt hắn giang giật cảm giác mình tựa như một đứa bé nhỏ yếu. Thánh hoàng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, nếu là ta, lại thôn vệ 10 con thánh thú tinh huyết hẳn là có thể gánh vác được. Thánh thú tinh huyết, Giang giật ngạc nhiên hỏi, các người đại lục còn có 10 con sống thánh thú sao? Có, thánh hoàng rất khẳng định nói ra, bất quá những cái kia thánh thú là lưu cho đời sau thánh hoàng, ta là không thể thôn vệ. Nha, tự nhiên là cho thiếu chủ trước dùng, thiếu chủ giống như thôn vệ 10 con thánh thú tinh huyết, nhục thân không thể so với ta tranh lệch quá xa. Lại thêm thần khải thông qua cái này hư không cổ đạo sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái này, làm sao có ý tứ. Giang giật sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, người đem thánh thú tinh huyết cho ta, các người đời sau thánh hoàng đâu. Không sao cả, thánh hoàng lắc lắc cái kia chỉ cự thủ nói, thánh thú trăm năm sinh ra một lần, ta còn có thể sống mấy chục năm, đời sau thánh hoàng chế chút thượng vị thôi. Thiếu chủ là thánh chủ truyền nhân, mười con thánh thú tinh huyết không tính là cái gì, bất quá. Mời thiếu chủ có cơ hội lời nói, giúp ta đem cái kia lão ma đầu triệt để làm thịt. Yên tâm đi, giang giật trùng điệp gật đầu nói coi như ngươi không nói có cơ hội ta cũng nhất định sẽ làm thịt hắn cái này lão ma đầu cùng võ thương hai người liên thủ chính bí mật mưu đồ toàn bộ thiên tinh giới hại chết vô số người không giết chết bọn hắn chúng ta đều không sống nổi đúng rồi giang giật đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi ta thôn vệ thánh thú tinh huyết có thể hay không biến thành giống như ngươi cao lớn giống như biến thành long khuất cái dạng này giang giật sợ đến lúc đó doãn nhược băng y thiền tô như tuyết bọn người sẽ không theo hắn biến thành một cái cự nhân, một cái dã nhân, cô gái nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Ừm, hẳn là sẽ có một ít biến hóa. Thánh Hoàng thành thành thật thật nói ra, ít nhất phải cao lớn tráng kiện rất nhiều đi, bất quá cũng không trở thành đạt tới ta cái này hình thể. Ngóa, Giang giật trợn trắng mắt, biến thành một cái thô man dã nhân, cái này đại giới cũng chưa chắc quá lớn a à, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn trông mong nhìn xem Thánh Hoàng nói, liền không có biện pháp khác. Không có, Thánh Hoàng lắc đầu, còn cười khổ nói ra, mà lại bắt Thánh thú ít nhất phải 3 tháng thời gian, đến lúc đó luyện hóa tinh huyết sẽ vô cùng thống khổ, thiếu chủ ngươi muốn luyện hóa lời nói, phải có chuẩn bị tâm lý. 3 tháng, Giang giật sắc mặt trầm xuống, hình ma linh hồn đi ra, đoán chừng sẽ mau chóng nhất thống đại lục, 3 tháng coi như bọn hắn có thể ra ngoài, đoán chừng đại lục đã sớm biến thiên đi. Về trước đi, Giang giật quay người hướng phía dưới núi chạy đi, việc này trước cùng Phật đế bọn người thương nghị một phen xem bọn hắn có biện pháp nào thực sự không được chỉ có thể luyện hóa thánh thú tinh huyết hai người lao nhanh hạ thân vọt vào thánh hoàng thành tiến vào mật thất giang giật đem tình huống nói chuyện phật đế lập tức khô tay nói để thánh hoàng lập tức đi bắt thánh thú giang giật ngươi luyện hóa khốn long thảo hình thể căn bản sẽ không có quá đại biến huyễn, vĩnh viễn hội bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái để thánh hoàng phải nhanh nếu như chờ bên trên 3 tháng đại lục cường giả đoán chừng đều chết hết chúng ta ra ngoài cũng không có ý nghĩa chương 1246, đại sát khí. Suy suy, bắc đế trên thành uổng phí đột nhiên bay tới một trận âm phong, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Bất quá rất nhiều thần thức hướng lên trên uổng phí quét tới, nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào, âm phong cũng đột một biến mất vô tung vô ảnh. Một chút cường giả dò xét một trận, gặp bắc đế bọn người không có bất kỳ cái gì phản ứng sau chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi thần thức. Vũ bảo bên trong lớn nhất một cái tòa thành bên trong, bốn đạo nhân ảnh bắn ra, thẳng đến xa xa một cái lâu đài nhỏ. Bốn người này chính là bác đế kiếm đế cùng thú đế, còn có hình mộng huyền, bốn người sắc mặt đều rất nặng nề nhanh chóng phóng đi một cái hoàn toàn biệt kín tòa thành bên trong. Bốn người đi vào đại môn lập tức đóng lại, tiếp lấy cấm chế lấp lánh, để thủ hộ ở bên ngoài mấy chục tên võ giả không hiểu thấu. Ông, lâu đài nhỏ bên trong chỉ có một cái đại điện, trong đại điện có một cái cửa đại thủy tinh cầu, giờ phút này trong thủy tinh cầu quang mang lóe sáng, một vệt bóng mở rất nhanh ngưng tụ mà thành, hình mộng huyền nhìn thấy hư ảnh sau lập tức quỳ xuống khóc không thành tiếng phụ thân chuyện gì xảy ra là ai đem ngươi nhục thân làm hỏng bịch bịch bắc đế thú đế kiếm đế lại toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ tham kiến tông chủ giống như một màn này cho ngoại nhân thấy được toàn bộ thiên hạ đều sẽ đại loạn ba vị đại đế lại đối một người quỳ xuống trong đó một cái vẫn là cửu tinh cường giả càng là toàn bộ nhân tộc minh chủ trí cao vô thượng tồn tại trong thủy tinh cầu hư ảnh rất suy yếu hắn quét mọi người một chút nhàn nhạt mở miệng nói, đều đứng lên đi, lần này quá bất cẩn, bị Giang giật cái này tạp toái hại thảm. Giang giật, hình mộng huyền trong mắt xiết qua một tia sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, Giang giật lợi hại như thế liền ngươi cũng không phải là đối thủ tử thần bí cảnh không phải có thể hạn chế kẻ ngoại lai thực lực sao Phật đế đều bị ngươi cầm xuống, chẳng lẽ Giang giật so Phật đế đều lợi hại. Không nói cái này, hình ma nổi giận cắt ngang hình mộng huyền, lạnh giọng nói ra, tử thần bí cảnh có thể khốn không được Giang giật bọn hắn, mau chóng cho ta đi tìm một gỗ hoàn mỹ nhục thân, để cho ta khôi phục thực lực. Uyển Nhi, Giang giật bọn người ra, người nhưng có biện pháp tốt. Bác đế kiếm đế thú đế lướt nhau một cái, mấy người đều có chút thúc thủ vô sách, như giang giật Phật đế doãn đế dạ hậu theo tử thần bí cảnh bên trong ra, mọi người khổ tâm kinh doanh cục diện sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với giang giật người này, tất cả mọi người cảm giác rất là đau đầu, mấy lần muốn lộng chết hắn, kết quả hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thực lực hỏa tiễn tăng lên hình mộng huyền trầm ngâm một trận mở miệng nói chỉ có thể trước thời gian phát động kế hoạch trước tiên đem ngao lư diệt trừ sau đó lại tiến công tuyết vực hai trận đại chiến bạo phát xuống đại lục cường giả cùng quân đội hẳn là đều có thể khống chế đến lúc đó coi như phật đế bọn người ra cũng không có cái gì ý nghĩa còn như giang giật cùng phật đế hình mộng huyền trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nói phụ thân cũng không cần quá nhiều lo lắng trong tay của ta còn có một tấm vương bài đâu có thể làm cho giang giật chính mình chịu chết Thực sự không được, chúng ta tự vận dụng một chiêu cuối cùng, khởi động đại sát khí. phổ thân, người trước tu dưỡng đi, mọi chuyện ta đến an bài, ta sẽ mau chóng cho người tìm kiếm một cỗ hoàn mỹ nhục thân, cho người đoạt xá. Tốt, hình ma mệt mỏi nhẹ gật đầu, hắn nhục thân bị hủy, thần hồn theo tử thần bí cảnh bên trong bay ra ngoài, lại bay xa như vậy khoảng cách, giờ phút này suy yếu tới cực điểm. Hắn gặp hình mộng huyền mọi chuyện đều có sắp xếp, triệt để yên tâm lại, linh hồn lưu ảnh tiêu tán hóa thành một đạo to lớn tinh thể tại trong thủy tinh cầu ngưng kết, tựa như cái này thủy tinh cầu liền là linh hồn thức hải của hắn. Phó Thương, Hình Mộng Uyển ánh mắt nhìn về phía Bắc Đế, lạnh giọng nói ra. Trời sáng phát hạ ý chỉ, một tháng sau đại quân phát động, trước diệt Ngao Lư. Kiếm Đế người gấp rút huấn luyện đại quân, thú Đế người chú ý tuần tra, như là ai có không phù hợp quy tắc chi tâm, trực tiếp giết chết. Tuân mệnh, Phó Thương ba người đồng thời khom người quát khẽ, cung kính tới cực điểm các loại chờ võ thương ba người ra ngoài hình mộng huyền nhìn thủy tinh cầu vài lần ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý cắn răng nghiến lợi trầm hống giang giật đừng ép ta bọn họ vận dụng đại sát khí nếu không đến lúc đó tất cả mọi người không dễ chơi bác đế ngày thứ hai ban bố minh chủ lệnh hạ đạt trước khi chiến đấu tổng động viên rõ ràng một tháng sau tiến đánh vô tận biển sâu kiếm đế dẫn một đám người ngày đêm thao luyện thú đế mang người bốn phía tuần sát tìm kiếm nội ứng gian tế trong khoảng thời gian này Giang giật cùng Ngao Lư không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc đầu nói xong sau 3 tháng Giang giật không tiến đánh đại lục, nhân tộc liên quân lại phản sát đi vô tận biển sâu, trước thời gian hành động, đường thần cơ bọn người tự nhiên không hiểu, mấy người liên hợp đi tìm Bắc đế, nhưng bác đế nhưng căn bản không thấy. Hình mộng huyền ra mặt, nói vô tận biển sâu đang cùng tuyết vực bí mật thương nghị, chuẩn bị liên hợp công kích, sở dĩ đại quân muốn cướp lấy song phương liên hợp trước đó từng cái đánh tan, đồng thời cảnh cáo mọi người như thế trước mắt không thể loạn động giao động quân tâm nếu không nhân tộc nội bộ vừa loạn tự triệt để xong sau đó bác đế cũng truyền lời tới ai dám loạn quân tâm quân pháp xử trí một cái quân pháp xử trí để đường thần cơ bọn người trong bụng rất nói nhiều đều yên lặng tắt máy thú đế gần nhất thế nhưng là giết không ít người a à, tự liền đường ra bán thần đều sắp xếp trong đại quân một cái không tốt như bác đế nói đường ra cùng giang giật cấu kết đại quân khẽ động đường ra sợ là muốn trong nháy mắt hôi phi yên diệt minh chủ ý chỉ thoáng cái đại lục trong khoảnh khắc không khí chiến tranh dày đặc vô số võ giả mài đao hách hách chờ đợi lần thứ hai thánh chiến giết vào vô tận biển sâu dương danh lập vạn vì chính mình hậu thế dậy kế tiếp vạn thế cơ nghiệp bắc đế lần này thế nhưng là nói hết thảy dựa theo quân công luận công hành thưởng vũ ra bốn vực kiếm ra bốn vực đồ ra bốn vực rất nhiều thành chủ để chống chỗ ai có thể đạt được đại lượng quân công bắc đế tuyệt đối không keo kiệt khen thưởng tin tức rất nhanh truyền đi vô tận biển sâu trong biển sâu yêu tộc hoàn toàn đại loạn, Ngao Lư không có bất kỳ cái gì ý chỉ hạ đạt, bởi vì coi như hạ đạt ý chỉ cũng không làm nên chuyện gì. Giang giật phây ở tử thần mật hải, không có bất kỳ người nào khả năng giúp đỡ yêu tộc, cùng tuyết vực liên hợp càng là chê cười, thánh hậu sẽ không cùng yêu tộc liên hợp, Ngao Lư cũng khinh thường cầu người, chỉ có tử chiến. Phanh phanh phanh, tử thần mật hải, thánh hoàng thành bên trong, thánh hoàng từ bên ngoài gấp rút chạy tới, hai tay của hắn dơ cao một cái tản ra khí tức khủng bố cự thú, bất qua cái này cửa thú cả người xương cốt đều bị đập gãy toàn thân đều là tiên huyết chỉ có ra khí không có nhập tức giận oanh thánh hoàng đem cửa thú nhét vào một cái tòa thành bên ngoài dẫn tới mặt đất hơi chấn động một chút giang giật theo tòa thành bên trong kinh ngạc đi tới thánh hoàng đưa tay chỉ cửa thú nói thiếu chủ đây là thánh thú một trong bảo hào mau thừa dịp nó còn chưa có chết uống toàn bộ nó tinh huyết uống giang giật nháy nháy mắt chỉ vào trên đất cửa thú nói cứ như vậy trực tiếp quát uống máu đúng vậy a à. Thánh Hoàng rất khẳng định nói ra, thánh thú chân quý nhất liền là tinh huyết, cũng chỉ có nóng huyết mới lớn nhất bổ, thiếu chủ uống nhanh đi, cái này thánh thú máu chảy đến càng nhiều, lãng phí thì càng nhiều. Ăn lông ở lỗ, Giang giật xem như triệt để minh bạch cái từ này ý tứ, ý tứ mặc dù đã hiểu, nhưng muốn hắn thật dạng này sinh quát thú huyết, vẫn là như thế một cái to lớn cự thú, hắn xác định uống đến hạ có thể uống xong. Chỉ có thể uống như vậy không có biện pháp khác, hắn lần nữa ngượng ngùng hỏi một câu, gặp thánh hoàng lắc đầu về sau, hắn chỉ có thể cắn răng hướng cự thú phóng đi, lấy ra hỏa long kiếm đâm vào cự thú một cái trong vết thương, sau đó miệng rộng gần xuống, từng ngụm từng ngụm uống. Chương 1247, y phiêu phiêu hạ lạc. A, à, vẹn vẹn uống mười mấy khẩu, Giang Giật Tổ bị ép ngừng lại, bởi vì những cái kia huyết dịch tiến vào trong thân thể, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn thân hắn đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực, loại thống khổ này so luyện hóa Khốn Long thảo lúc còn khó chịu hơn mấy lần hắn cảm giác bắp thịt toàn thân xương cốt da lông đều đang thiêu đốt, loại kia như tê liệt thống khổ bao phủ toàn thân hắn, kết lần này tới lần khác hắn lại thúc thủ vô sách. Thiên nhân hợp nhất, hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, để linh hồn cùng thân thể tách rời, dạng này sẽ không bởi vì mỗi giờ mỗi khắc truyền đến đau đớn, dẫn đến chính mình linh hồn buôn hội. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, quả nhiên đau một chút khổ không có, thậm chí giang giật còn có thể thở ơ lạnh nhạt toàn thân mình cơ bắp không ngừng co quắp, rung động. Hắn khống chế thân thể của mình tiếp tục uống thú huyết, một bên khống chế vô danh thần công vận chuyển, hóa giải thú huyết bên trong năng lượng, sẽ không để cho chính mình bụng tử không còn như no bạo. Cứ như vậy hắn dòng dã uống nửa canh giờ, đem cái này cửu thú huyết dịch đều uống cạn sạch lúc này mới ngừng lại. Thân thể của hắn đổ vào trên mặt đất, toàn thân tiếp tục run rẩy, co quắp, như bị kinh phong phát tác. Chật chật, thiếu chủ quả nhiên không hổ là thánh chủ truyền nhân, năm đó ta lần thứ nhất quát thánh thú tinh huyết lúc, đau đến lăn lộn trên mặt đất ba ngày ba đêm, vẫn là đời trước thánh hoàng ép buộc cho ta rót vào đây này. Quyền khuất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem triệt để chết đi thánh thú ném cho một tên đại tù trưởng nói, đi đem thánh cốt lấy xuống, những này thì các ngươi điểm đi. Đa tả thánh hoàng, hơn 10 tên đại tù trưởng đại hỷ, thánh thú chân quý nhất liền là tinh huyết, tiếp theo là xương cốt, về sau liền là cơ bắp, những này cơ bắp mọi người chia ăn sau thực lực nhất định có thể tăng trưởng không ít. Còn có mấy tên tiểu dã người thế mà tới ghé vào trên mặt đất, đem nhỏ xuống trên mặt đất tinh huyết mút thỏa thích sạch sẽ thánh hoàng cũng mặc kệ bọn hắn sách theo giang giật hướng tỏa thành bên trong đi đến quả nhiên là đồ tốt giang giật quan sát bên trong bản thân thân thể phát hiện toàn thân huyết nhục đều đang không ngừng rung động không ngừng tiến hóa loại cảm giác này hắn đã từng có chính là luyện hóa khốn long thảo thời điểm nói một cách khác uống cái này thánh thú tinh huyết hắn tương đương lại luyện hóa một gốc khốn long thảo mà khốn long thảo một người cả một đời chỉ có thể luyện hóa một gốc luyện hóa đệ nhị gốc thời điểm sẽ triệt để không có dược hiệu. Cái này so thánh thú xương thang cường đại gấp 10 gấp trăm lần A, chờ lần này tiến hóa về sau, thân thể của ta ít nhất so vô tước nhi mạnh hơn rất nhiều đi. Giang giật âm thầm cảm khái tạo vật chủ thần kỳ, bất quá nghĩ đến dẫn đến nơi này dị biến là huyền đế về sau, hắn lại nhịn không được cười lên. Đoán chừng huyền đế cũng không nghĩ ra, hắn chế tạo một cái thiên trận, mấy chục vạn năm sau nơi này diễn hóa ra như thế kỳ quái sinh vật A. Không sai biệt lắm, các ngươi nhìn một chút thiếu chủ đừng lộn xộn hắn ta đi bắt tiếp theo chỉ thánh thú đợi một canh giờ thánh hoàng nhìn thấy giang giật chưa từng xuất hiện dị dạng tình huống yên tâm lại mười con thánh thú đều ẩn thân tại rừng sâu núi thẳm bên trong còn có một cái còn tại trong biển hắn coi như bằng nhanh nhất tốc độ đi bắt ít nhất cũng phải hai tháng giang giật chờ không nổi muốn đi ra ngoài hắn không dám ngỗ nghịch giang giật ý tứ thánh hoàng xông ra thánh hoàng thành hai chân uốn lượn người như một cái như cự thú bắn ra mà đi mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phía xa bên trong dãy núi. Giang giật thì tiếp tục nằm tại tòa thành bên trong, dòng dã nằm đại nửa ngày thân thể mới khôi phục tới. Hắn mở to mắt, tùy ý vặn vẹo thân thể một cái, cũng cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái, thân thể ít nhất cường đại gấp hai, tuyệt đối vượt qua vô tước nhi. Các ngươi đi xuống đi, Giang giật phất phất tay, hai tên đại tù trưởng cung kính lui ra. Giang giật đi gian phòng bên trong tắm rửa một phen, đổi lấy một thân mới áo choàng, sau đó lấy ra huyền thần cung cảm ứng một phen gặp giang tiểu nô thương thế đã khôi phục rất nhiều yên tâm lại chi chi hắn vỗ trên vách tường cơ quan phòng tối từ từ mở ra hắn đi vào thăm hỏi phật đế bọn người khoảng cách ngày đó đại chiến đã ba ngày phật đế mấy người cũng khôi phục rất nhiều có nguyên lực điều tức thương thế dễ dàng khôi phục tăng thêm thân thể của các nàng đều rất mạnh bản thân sức khôi phục không tệ a à, giang giật nhìn thoáng qua phát hiện trong một cái phòng hiên đế thế mà ngồi xếp bằng đi lên giờ phút này nghe được động tĩnh còn mở to mắt. Hắn cùng Phật đế bọn người nhẹ gật đầu, lập tức đi vào gian phòng, còn mở ra cấm chế. Hiên đế nhìn qua giang giật cười khổ một tiếng, có chút khom người nói, Lăng vũ hiên tham kiến thiếu chủ, tha thứ thuộc hạ có thương tích trong người, không thể cho ngươi hành lễ. Thiếu chủ, giang giật trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói ra, người quả nhiên là dư ôn. Ừm, um, hiên đế gật đầu nói, ta nhũ danh tự gọi Lăng dư ôn, dư ôn là của ta dùng tên giả, năm đó đi theo phiêu phiêu tiểu thư đoạn thời gian kia cũng một mực dùng dùng tên giả cùng dịch dung người hẳn là đoán được mà thân phận của ta không thể để cho ta dùng tên thật cùng chân dung giang giật trầm mặc nói thật hắn đối dư ôn là có chút khó chịu hắn rất chán ghét người khác khống chế nhân sinh của hắn cái này dư ôn biết rất rõ ràng chính mình đang tìm kiếm y phiêu phiêu cùng hắn nhưng căn bản không rảnh để ý trơ mắt nhìn xem mình bị tà phi kiếm vô ảnh truy sát trơ mắt nhìn xem chính mình tiến vào tội đảo chờ mắt nhìn xem mọi chuyện phát sinh, hắn tự đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có cho mình một tia trợ giúp, ngược lại cố ý an bài đi kinh lịch càng nhiều cực khổ. Phật đế đã từng nói, bọn hắn là vì lịch luyện hắn, giống như hắn chết tại tội đảo, chết tại tuyết vực đó chính là hắn mệnh. Giang giật mặc dù cũng biết trong mấy người tâm là vì hắn tốt, nhưng hắn luôn luôn không thoải mái, cái này đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không dễ chịu, thiếu chủ trong lòng đang trách cứ ta mấy năm nay không đi cùng ngươi nhận nhau a à, có chút bất mãn ta cố ý an bài những sự tình kia. Hiên đế xem thấu giang giật tâm tư, đắng chát cười nói, kỳ thật ta đây cũng là không có cách, bởi vì ta đời này là không có cơ hội phá toái hư không phi thăng lên giới. Tiểu thư đối ta có đại ân, nàng xảy ra chuyện, ta lại không biện pháp đi hỗ trợ, ngươi là tiểu thư nhi tử, người mang tiên cốt, tư chất nghịch thiên, giống như ngươi không đi ra thiên tinh đại lục, ta sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì. Ngươi đã chạy ra, không coi là vi phạm cùng tiểu thư ước định. Sở dĩ ta hy vọng ngươi không ngừng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cuối cùng phi thăng đi giải cứu tiểu thư. Đi ra thiên tinh đại lục, Giang giật nở nụ cười khổ, tình huống lúc đó ta có lựa chọn sao võ điện muốn giết ta, ta là không có cách nào mới đi ra khỏi tới. Ngươi sai, hiên đế rất trang nghiêm nói ra, đó cũng không phải ngươi không có lựa chọn, mà là tính cách của ngươi chú định ngươi sớm muộn muốn đi ra đến. Giống như ngươi tính cách nhẫn nhục chịu đựng, người cũng sẽ không náo ra lớn như vậy động tính, sẽ không đắc tội võ điện. Người cùng tiểu thư là giống nhau như đúc tính cách, các người loại người này nhất định A à bay lượn cửu thiên, hoặc là triệt để trầm luân, các người không có lựa chọn nào khác, đây chính là mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Cũng thế, Giang giật nặng nề thở dài, giống như hắn nhẫn nhục chịu đựng, đoán chừng giờ phút này còn tại thiên võ thành khi hắn phế vật tiểu thiếu ra A à hắn trầm mặc một trận, không muốn đi nói những cái kia chuyện cũ, nghiêm mặt hỏi, ngươi có thể mét cho mẹ ta sự tình a? À? Không thể, hiên đế lắc đầu nói, dựa theo người tiểu thư ước định, ta chỉ có thể nói cho ngươi đơn giản một chút sự tình, trừ phi ngươi có thể phá toái hư không, nếu không rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói mẫu thân ngươi xuất thân phi thường cao quý, nàng là đào hôn hạ giới, tao ngộ phụ thân ngươi, có ngươi. Về sau mẫu thân ngươi sự tình bị các nàng gia tộc biết rõ, lúc ấy thiên tinh giới kém chút bị mẫu thân ngươi tộc nhân cho hủy đi, là mẫu thân ngươi đáp ứng đi theo trở về, mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bất quá mẫu thân ngươi lại bỏ ra giá cả to lớn, nàng giờ phút này hẳn là bị trấn áp bên trong, dựa theo mẫu thân ngươi gia tộc tộc quy, nàng muốn. Bị thần sơn trấn áp ngàn năm, cái gì, giang giật thân thể run lên, sắc mặt kịch biến, mẹ ruột của hắn giờ phút này lại bị một tòa thần sơn trấn áp, hơn nữa còn muốn trấn áp ngàn năm. Giờ phút này khoảng cách nàng rời đi đã hơn 20 năm, chẳng lẽ lại nàng đã bị trấn áp hơn 20 năm.